lúc này tại hải thần hồ hiên vũ cùng tiền lỗi đi đến để tu luyện mau đi mỗi một giây đều không được lãng phí thoải mái quá hôm qua sinh mệnh năng lượng bị kim bàn tử cướp mất đang nhanh chóng được bổ sung lại rồi ra đây đi kim bàn tử mau uống đi uống được bao nhiêu thì uống cái này đắt lắm đấy kim bàn tử xuất hiện nó liền uống một hụ ánh mắt liền tỏa sáng sao lại vào trong nước để uống rồi mày như vậy sẽ bị ngạt chết đó vậy chúng ta thi xem ai uống được nhiều hơn và lúc tiền lỗi bọn họ uống nước Lam Hiên Vũ lúc này lại trầm lặng cảm nhận sự thay đổi huyết mạch của mình. Khác với lần trước, sau khi trải qua sự điều hòa của bảo thạch sắc màu đó, hai loại huyết mạch của cậu ấy dung hợp làm một, mà loại dung hợp này cũng khiến chúng không còn xung đột với nhau nữa. Nhiệt độ ấm tràn vào cơ thể, sinh mệnh năng lượng giống như trăm sông đổ về một biển tụ tập về vòng xoáy huyết mạch. Sinh mệnh năng lượng nhanh chóng chuyển hóa thành huyết mạch chi lực của bản thân. Mỗi một kinh mạch, mỗi một xương cốt đều được năng lượng như vậy nuôi dưỡng toàn thân tràn đầy cảm giác sảng khoái. Còn tiền lỗi lúc này đang tận hưởng và thầm tính toán, một tấm huy chương vàng có thể đổi được nhiều nhất 20 tấm huy chương trắng. Nước ở Hải Thần Hồ mỗi lít cần một tấm huy chương trắng cũng có thể nói phải uống 60 lít mới bắt đầu lãi Lượng kim bàn tử uống đã không phải số lượng của 3 huy chương vàng nữa rồi. Về sau nó uống còn tớ thì hấp thụ, đúng là hời rồi. Ấy, cảm giác này. Cơ năng toàn thân mình đang dần dần nâng cao. Lẽ nào, kim bàn tử lúc hấp thụ lượng lớn sinh mệnh năng lượng còn có thể bổ trợ cho mình? cũng có thể nói chỉ cần không chiến đấu kim bàn tử dường như không tiêu hao bất kỳ thứ gì của mình đây có thể coi là bản mệnh triệu hoàn thú kim bàn tử à kim bàn tử người phải mau lớn lên đó lúc này thầy đường nguyệt phát hiện ra có thêm một con khỉ liền đi tới Jo, con trà trộn vào trong à nhiều năm như vậy rồi cậu là người đầu tiên đấy tiểu bàn tử to rồi bị phát hiện rồi thưa thầy đây đây là hồn linh của em là nhất thể với em cậu nghĩ tôi bị ngốc sao hồn linh là năng lượng thể nó đây là thực thể cậu thật sự nghĩ tôi nhỉ không ra thầy đường đừng tức giận chuyện của kim bàn tử thụ lão cũng biết rồi bù thêm ba huy chương vàng nữa nếu không bây giờ ra luôn đi thầy ơi người không biết không có tội thầy xem có thể cho qua được không ít nhất để bọn em hoàn thành tu luyện lần này được không được nể mặt cậu lần này coi như bỏ qua các cậu tiếp tục tục luyện tôi xem tiểu bàn tử này rốt cuộc uống được bao nhiêu tốt quá rồi kim bàn tử uống thêm đi uống thêm đi kim bàn tử lại bắt đầu uống nhìn cảnh này đường nguyệt cũng phải toát mồ hôi con tinh tinh này uống giỏi thật đấy đã mười mấy ngụm rồi. Tính toán theo giá trị, ba tấm huy chương vàng chắc chắn lỗ lớn rồi. Kim bàn tử cố lên, chúng ta uống cạn hải thần hồ, ha ha ha. Tiểu bàn tử, được rồi đấy, uống nhiều quá cũng chết được đấy. Thật sự không uống nổi nữa, nôn mất. Thưa thầy, em muốn mượn một xe đẩy. Tiểu bàn tử, cậu chắc chắn sẽ bị liệt vào đối tượng không được chào đón nhất ở đây. Đêm hôm đó tại một nơi công trường đang thi công, có một bóng người đang ngồi dưới ánh trăng. Người này chính là Đường Nhạc. Đường Nhạc lúc này cũng đã đến mẫu tinh, anh ấy nhìn về hải thần chi thụ thầm nghĩ luôn kêu gọi tôi là cậu sao nhưng bây giờ tại sao không làm như vậy nữa thật muốn đi xem sao hơn nữa quan trọng hơn là cậu ta cũng ở đó tại vĩnh hằng thiên không thành phó viện trưởng uông thiên vũ đã cảm nhận ra có người xâm nhập vào sử lai khắc học viện người này không ai khác là đường nhạc anh ấy đến thẳng khu ký túc xá của hiên vũ quả nhiên là cậu ta cậu ta lớn hơn nhiều rồi đã lớn vậy rồi mà hơn nữa cậu ta đã có sức mạnh thuộc về mình tại sao khi nhìn thấy đứa trẻ này trong lòng lại có cảm giác thoải mái không nói thành lời muốn xoa đầu cậu ta thậm chí ôm cậu ta lúc này uông thiên vũ đi tới cắt ngang dòng suy nghĩ của đường nhạc có bạn từ xa đến vốn là chuyện vinh hạnh không mời mà đến thì không lịch sự đâu hử một nam nhân có thể trông đẹp như vậy sao chào ngài tôi không có ác ý chỉ là đến xem như đột nhiên ngươi xuất hiện có tính không xác định rất cao nếu không có ác ý hãy đi theo tôi phía bên hải thần chi thụ cũng bắt đầu có phản ứng nó truyền âm cho thụ lão trời ơi tôi không nhìn nhầm chứ là hắn quay về rồi đúng vậy không sai chính là bộ dạng hắn và khí tức có chút thay đổi hắn vẫn còn sống vậy thì người đó có phải cũng còn sống không tôi nói họ sẽ không dễ chết như vậy mà các người trật tự đi vĩnh hằng chi thụ đang kêu gọi ta a à, là thụ lão như vậy à hiểu rồi về hết đi vĩnh hằng chi thụ nói bây giờ không thể nhận biết hắn được để hắn tỉnh lại rất có thể sẽ dẫn đến tại họa vĩnh hằng chi thụ không cho chúng ta nhận nhất định là có đạo lý của nó chúng ta làm theo là được tại sao hắn không phải quay về rồi sao sao lại như vậy sao lại như vậy xin chào tôi là đường nhạc đường nhạc ta là phó các chủ uông thiên vũ hải thần các học viện sử lai khác các hạ lần này đến học viện sử lai khác là có chuyện gì tôi chỉ là đến nhìn một người bạn nhỏ quen biết mà thôi không có ý gì khác cả lam hiên vũ sao cậu và cậu ta có quan hệ gì coi như là bạn nhiều năm đi bạn nhiều năm là như nào? Không biết đường huynh quen biết Lam Hiên Vũ kiểu gì? Thực ra, tôi có thể coi là một ngôi sao ca nhạc. Tôi trong một lần hát gặp được cậu ta, cảm thấy rất có duyên, liền làm quen. Lần này đến mẫu tinh biểu diễn, biết được cậu ta ở đây, đặc biệt đến đây xem không ngờ lại mạo phạm rồi, tôi thật sự chỉ muốn nhìn rồi rời đi ngay. Nghe câu này uống thiên vũ thầm nghĩ, ngôi sao ca nhạc, một thần cấp ca tinh sao. Ta tuy không có hứng với điều này, nhưng nhìn bộ dạng và khí chất cậu ta, đúng là không phải không thể. Nhưng, một thần cấp cường giả làm ngôi sao ca nhạc ở liên bang nói không có mục đích gì ai tin chứ cả người uông thiên vũ bộc phát sức mạnh ánh mắt trở nên sắc lạnh nói đã đến rồi uông mẫu có chút ngứa ngáy đường huynh cọ sát chút thế nào cái này không cần chứ đã đến học viện sử lai khác rồi thì làm theo quy tắc của học viện là được uông thiên vũ liền tung ra một quyền đường nhạc im lặng không nói gì rồi cũng tung ra một quyền đỡ lại người bị đánh bật lại là uông thiên vũ hủy diệt chi lực hự cái gì? Người này mạnh vậy sao? Lẽ nào hắn về mặt chỉnh thể còn mạnh hơn cả ta? Lúc này Thụ lão cũng xuất hiện ngăn lại trận chiến. Được rồi, đủ rồi, Thụ lão, người này không phải kẻ địch, Vĩnh Hằng chi thụ nói vậy. Vĩnh Hằng chi thụ, quen biết hắn. Cái này ta không biết, Vĩnh Hằng chi thụ chỉ là truyền âm cho ta. Nói cho ta người này không phải kẻ địch. Cậu ta ở lại hay rời đi đều được, sẽ không uy hiếp đến sự an nguy của học viện. Cậu ta muốn làm gì, mặc kệ cậu ta là được, không cần quan tâm. Nhưng không tin tưởng phán đoán của vĩnh hằng chi thụ sao chào mừng đến với sử lai like khắc học viện cậu có thể tự do hoạt động ở trong khu vực của lai like khắc học viện sẽ không ai làm phiền cậu vậy thì đa tạ không còn ai ngăn cản đường nhạc bắt đầu âm thầm quan sát hiên vũ cả một đêm ngày hôm sau hiên vũ đến phòng đoàn tạo học trưởng học đệ nghĩ xong chưa hôm nay chính thức học sao học trưởng em có thể tự học không em thấy ở đây có sách liên quan đến đoàn tạo em muốn tự tìm tòi thử xem bản thân có được không có tương lai đấy học đệ, anh đưa cậu đến phòng đoàn tạo. Anh tặng cậu một cuốn sơ cấp đoàn tạo cơ bản, cậu tự xem sách, nghiên cứu xem. Vừa bắt đầu thì kiến nghị cậu đừng mua kim thuộc quý hiếm, cứ dùng tảng sắt bình thường để luyện tay thôi. Đợi sau khi cậu bách luyện thành kim cương thì bắt đầu sử dụng kim thuộc quý hiếm để đoàn tạo. Vậy học đệ tự làm nhé, có gì thông báo cho anh. Được, cảm ơn học trưởng. Ai, đáng tiếc chỉ có thể dùng tảng sắt bình thường để luyện tay đã, cảm ứng biến hóa năng lượng với tảng sắt bình thường. Chắc chắn không mạnh bằng cảm ứng với kim thuộc quý hiếm. Đúng là làm nhiều mà công ít. Cũng không chắc, một tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Hiên Vũ. Có thể đoàn tạo phàm thiết thành thần khí mới là thợ thần thực sự. Người bước tới là Đường Nhạc. Nhạc thúc thúc, nhạc thúc thúc, sao chú lại ở đây? Chú đến mẫu tinh diễn xuất, vô tình cảm nhận được khí tức của cháu liền tiện đến thăm cháu, học viện tuyệt lắm. Sao tuyệt bằng chú được? Cháu nhìn thấy rồi. Lần đó ở Thái Không, chú lợi hại lợi hại lắm. Đúng rồi, nhạc thúc thúc, chú vừa nói có thể rèn phàm thiết thành thần khí, mới là thợ thần thực sự là có ý gì hơn nữa chú biết đoàn tạo sao chú cũng không biết bản thân có biết đoàn tạo hay không vừa rồi chỉ là cảm nhận thế nào nói thế thôi đường nhạc nhấc cây búa lên tay một cảm giác kỳ lạ dâng lên chú có thể thử không đương nhiên là được đường nhạc liền dùng búa đập xuống cục kim loại một cột sáng vàng bắn lên ánh sáng loa mắt khiến hiên vũ cũng phải ngạc nhiên đây hình như cảm giác được kim thuộc hơn nữa chỉ trong chốc lát viên sắt đã thu nhỏ nhiều như vậy rồi đường nhạc liền tạo ra một kết giới không gian ngăn lại nơi này rồi dùng tay không bắt đầu nắn cục kim loại. Ánh mắt Đường Nhạc trở nên sắc lạnh, một tia năng lượng đánh trực tiếp vào viên kim loại. Viên kim loại đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Phía trong viên kim loại hư ảnh một con kim long bay ra. Đây còn là cục sắt ban đầu không vậy, hoàn toàn không giống rồi. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tin được. Đây là kỳ tích nhạc thúc thúc tạo ra. Trái ngược với suy nghĩ của Hiên Vũ thì Đường Nhạc thở dài thầm nghĩ, mình bây giờ chỉ có thể làm được mức độ này thôi sao? Nhạc thúc thúc, chú lợi hại quá, quá ngầu mà không hổ là người có thể tay không diệt chiến hạm trong thái không chiến đấu thực lực mạnh như vậy các phương diện khác có lẽ cũng rất mạnh chứ nhà thúc thúc chủ có thể dạy cháu không cháu muốn học đoàn tạo được chú dạy khi nào cháu đến đây chú sẽ đến tìm cháu ha 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 cảm ơn chú tốt quá rồi chúng ta bắt đầu từ cơ bản đoàn tạo tốt ít nhất phải quen thuộc với đoàn tạo búa của cháu đồng thời phải luyện tốt cơ bản truy pháp chính là quan trọng nhất chú sẽ dạy cháu một loại truy pháp trước cái này có lợi cho sức mạnh bản thân cháu phát huy ra. Đường nhạc bắt đầu hướng dẫn những động tác tay, chân và tư thế đập búa cho Hiên Vũ. "Cháu nhìn xem, thử đi." "Vâng, mình đã nhớ rõ ràng rồi, quá trình dùng lực của chú nhạc." Luôn khi ấm bên dưới chân, chú nhạc đang điều khiển sức vận chuyển của mình. Hay, Hiên Vũ bắt đầu dùng búa đánh xuống viên kim loại. Nhìn Hiên Vũ mới nói đã học được đường nhạc cũng phải thầm khen. Đúng là một đứa trẻ thông minh. Không còn sớm nữa, cháu cũng về ăn cơm đi, ngày mai đến tiếp. Chú nhạc ngày mai chú nhất định phải đến đấy. Sẽ đến mà. Khoảng thời gian này, đúng lúc chú đang nghỉ ngơi. Thì đến ở cùng cháu vậy. Lam Hiên Vũ cảm thấy cuộc sống trở nên dồi dào hẳn lên buổi sáng lên lớp, buổi chiều đến đường chân hoa học 2 tiếng điều khiển tinh tế chiến cơ. Sau đó liền đến bên hiệp hội đoàn tạo. Chỉ một lúc sau, đường nhạc nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 2 tuần. Lúc này tên học trưởng đoàn tạo chỉ biết thở dài. Học đệ sao vẫn chưa đến tìm mình nhỉ? Sau 2 tuần đường nhạc nhận được cuộc gọi từ nhà Khánh Linh đường nhạc anh mà không về là tôi không làm nữa có người như anh sao nói ra ngoài giải tỏa ba ngày đi liền cái đã hai tuần không về rồi anh có biết tôi đã gửi cho anh bao nhiêu thông báo không biết khoản bồi thường là bao nhiêu không tôi chịu đấy tôi không giúp nổi cậu tôi từ chức được rồi đừng làm ồn tôi mau chóng về ngay đây phòng đoàn tạo như mọi ngày hiên vũ đi tới gặp đường nhạc nhưng hôm nay chỉ có một bức thư để lại hiên vũ chú có việc phải đi trước đây đợi về sau có thời gian chú sẽ đến thăm cháu hẹn gặp lại Đường Nhạc đọc xong lá thư một cảm giác trống vắng trong lòng của Hiên Vũ mẫu Tinh Minh đô một tòa nhà xa hoa nào đó tên này sao đi liền một lèo hai tuần liền lẽ nào thật sự có người bên ngoài rồi vậy tất cả những gì mình làm hà không phải hầu cho người khác sao a à, mình bây giờ đến tâm trạng giúp Đường Nhạc cũng không có rõ ràng đây là chuyện mình thích nhất khốn nạn đàn ông đều là lũ lợn đáng ghét Đường Nhạc đột nhiên xuất hiện thở dài nói tôi không ngon sao Lạc Khánh Linh giật mình không nói nên lời, sau đó cô ấy đi vào phòng bộ dạng bức tức nói: "Lão nương vì cậu mà mệt sống, mệt chết, cậu thì đi nhăng nhít, đi một phát hết hai tuần. Lão nương không làm nữa được chưa, đi mời Cao Minh khác đi. Tên khốn nạn, thật sự không níu giữ lại. Đường Nhạc, có phải cậu đã có người khác bên ngoài rồi không? Có phải cậu vốn là muốn đuổi tôi đi không? Cô cũng không bị sốt mà, sao mà nóng vậy chứ?" nếu cô không làm nữa tôi cũng không làm nữa là được tiền bồi thường hủy hợp đồng đó cứ đền thôi tiền có lẽ vẫn đủ vậy sao được tôi không nỡ cậu hai tuần nay cậu làm gì còn nhớ đứa trẻ ban đầu chúng ta gặp ở thiên la tinh không nó đã thi vào sử lai khắc học viện tôi dạy nó vài ngày đoàn tạo thời gian ngắn dạy không được nhiều cho nên đã kéo dài chút thời gian a à, hà cậu còn biết đoàn tạo hơn nữa cậu đến sử lai khắc học viện mà không bị người đuổi ra sao không người của sử lai khắc khá dễ nói chuyện để tôi ở lại vài ngày về đoàn tạo hình như cũng biết đôi chút cô không sao chứ thấy đường nhạc không phải đi nhăng nhít thái độ của lạc khánh linh lại trở nên vui vẻ tôi không sao cậu có đôi không tôi đi làm ít đồ ăn cho cậu cậu lần sau nếu đi dạy đua trẻ đó thì nói với tôi tôi giúp cậu sắp xếp công việc hơn nữa chúng ta về sau có thể đến sử lai khác thành mở hội diễn mà ừm được lam hiên vũ bọn họ đã nhận được thành quả trước đó đối với trung tâm cộng thêm thành quả trước đó nữa đội bọn họ đã tích lũy được không ít rồi bây giờ mọi người tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ trên lớp những bạn học khác thậm chí đã bắt đầu thử luyện chế đấu khải rồi phòng minh tưởng hai cứ cảm giác bị thứ gì đó ngăn cản hồn lực cứ không thể đột phá được kinh mạch rõ ràng đã cực hạn rồi nhưng không thể đột phá bây giờ thậm chí đến sinh mệnh năng lượng cũng không thể chuyển biến thành hồn lực cứ tiếp tục như vậy là một tuần hoàn chết sao hồn lực không được huyết mạch chi lực cũng không được đợi đã huyết mạch chi lực long thần biến hình như sẽ tiêu hao tất cả huyết mạch chi lực vậy thì long thần biến có thể bổ trợ mình tu luyện thậm chí là đột phá sao dù sao bây giờ cũng không đột phá được chi bằng cứ thử đi ánh sáng của miếng lân phiến giữa lồng ngực hiên vũ sáng lên sinh mệnh năng lượng xung quanh đang điện cuồng hấp thụ và chuyển hóa long thần biến huyết mạch chi lực và hồn lực trong cơ thể dường như đã dung hợp làm một rồi cảm giác hồn lực bị ngăn cản ngày càng mãnh liệt cảm giác không thể tiết lộ ra này khó chịu quá đến đi chính là bây giờ một tiếng hét lớn phá cho ta ánh sáng lóe lên chiếu sáng cả khu vực ký túc xá hiên vũ đã thành công đột phá lên cấp 30. một hồn hoàn màu tím xuất hiện Đột phá rồi cơ thể dường như biến dị vậy, trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang hồi phục. Đệ tam hồn hoàn quả nhiên như dự liệu, thật sự là tử sắc. Đây chính là đệ tam hồn hoàn mình muốn. Kỳ vọng quá, đệ tam hồn hoàn của mình rốt cuộc sẽ là gì đây? Tiếp theo, nhanh chóng thử xem thứ mà đệ tam hồn hoàn đem lại sẽ là gì đây. Ồ, là một loại nguyên tố mới. Nhiều trong không khí khóa. Phát tán ra khí tức rất dễ chịu và tự do. Cơ thể nhẹ đi rồi. Đây chính là phong nguyên tố sao? tiếp theo đó lam hiên vũ phát hiện hai hồn hoàn trước đó của mình cũng được nâng cao hơn về chất cùng với hồn hoàn mới thứ ba đã nâng cao đến cấp bậc nghìn năm thậm chí đến tinh thần lực cũng nâng cao theo rất nhiều mình hiểu rồi tuy mình tu luyện chậm hơn người bình thường nhiều nhưng một khi đột phá sự nâng cao trong nháy mắt cũng nhiều hơn người bình thường nhiều a wow, vậy về sau mình phải đột phá thêm tứ hoàn nữa bốn hồn hoàn của mình đều sẽ biến thành cấp bậc vạn niên hắc sắc sao thật khiến người ta chờ đợi quá mà một tháng tiếp theo lam hiên vũ và mọi người đều nỗ lực tu luyện mỗi người đều có tiên bộ rõ rệt ở các lĩnh vực khác nhau vậy mà việc tu luyện thậm chí đến sinh hoạt của bọn họ đều gặp phải khó khăn vì tiền không đủ lam hiên vũ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách muốn nghĩ cách kiếm tiền giờ không khác gì tên đỗ nghèo khỉ tại phiên đấu giá đường vũ cách lúc này vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ về trận tỉ thí với hiên vũ trận tỉ thí lần trước với lam hiên vũ khiến tam nên cấp bọn này chịu không ít đà kích hơn nữa bọn họ có thể thắng là nhờ vào vận khí thật khiến người ta không phục vốn dĩ mình có thể thắng nếu không phải nguyên ân huy huy bọn họ đội trưởng chúng ta ngồi ở đây hừ lại là bọn họ lúc này bên trên đấu giá xuất hiện nhiều món đồ quý giá tiền lỗi và hiên vũ vẻ mặt buồn thiêu nói tớ muốn mua quá nhưng tớ không có tiền đừng nghĩ nữa bây giờ chúng ta đến sinh hoạt phí cũng không lấy ra được nguyên ân huy cũng không ngoại lệ thở dài nói hai một đồng tiền đánh gục anh hùng nghe vậy tiền lỗi liền châm chọc trời tối rồi cậu bây giờ không phải anh hùng nữa là đóa hoa hồng âm vang. Nguyên Ân Huy bị chọc tức liền nổi giận, hai người liền lao vào chưởng nhau. Cậu cút cho tôi. Đánh người rồi đánh người rồi, Đường Vũ cách quản cho tốt em gái mình đi. Đường Vũ cách thấy nhắc đến tên mình cũng chỉ có thể cạn lời. Một lát sau Đường Vũ cách quay lại hỏi đám Hiên Vũ, các cậu rất thiếu tiền đúng không? Không phải là biết thừa nhưng cố tình hỏi đấy chứ. Chi bằng tôi cho các cậu thêm cơ hội. Chúng ta cá cược tiếp đi. Chúng ta chiến thêm một trận, vẫn là ở trong thế giới đấu la. Cá cược 10 huy chương vàng cả tiền lỗi và nguyên ân huy vẻ mặt trấn kinh. 10, cũng chính là 200 vạn đó. Tiền lỗi quay sang xem ý kiến của Hiên Vũ. Đội trưởng, 10, 10 huy chương vàng. Nhưng, bọn tôi không có nhiều để cược như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng không có đấu khải. Không sao. Chúng ta vẫn không sử dụng đấu khải như cũ. Còn về cá cược, các cậu có thể lựa chọn nợ. Thời hạn là một năm, trong vòng 1 năm trả là được. Học trưởng tại sao lại muốn đối kháng với chúng tôi? Trước câu hỏi của Hiên Vũ, đường Vũ cách im lặng một lát rồi nói cho các cậu một cơ hội kiếm tiền, cũng cho chúng ta một cơ hội để chứng minh bản thân. Học tỷ hình như vô cùng muốn tiến hành trận tỷ thí này. Các cậu không dám sao? Vì 10 huy chương vàng, đối mặt rủi ro như vậy, không đáng hơn nữa lần trước bọn em thắng một lần rồi. Đường Vũ cách toát mồ hôi thầm nghĩ. Cậu ta thực sự chỉ có mười mấy tuổi sao, năng lực ép người này quả thực rất mạnh. Vậy cậu muốn sao? 20 huy chương vàng để cá cược thì bọn em sẽ chơi. Nếu bọn em thua, chỉ trả 10 tấm, hơn nữa bên học tỷ không được sử dụng đấu khải. Tiền lỗi muốn tham gia liền nói. Đúng đúng đúng, lão đại nói hay lắm, lần này có phải có thể đưa tớ đi cùng rồi không? Nguyên ân huy liền nói ngăn lại. Đừng, không có cậu thì hơn. Nhìn tiền lỗi đường vũ cách thẩm mỹ. Cộng thêm tên béo này, khả năng thắng bên cô ấy có lẽ cao hơn. Nghĩ vậy đường vũ cách liền nói. 20 huy chương vàng không thành vấn đề, thêm tên béo này. Đổi thành 6 đấu 6. Lão đại lão đại. Vậy được, ngày nay tuần sau, chúng ta chiến thêm một trận ở đấu la thế giới, mời trường học làm chứng chưa chiến đấu mà tim Hiên Vũ đã bắt đầu tính xem mình tiêu những gì rồi. 20 huy chương vàng chia 6 người mỗi người 3 tấm, tiết kiệm chút là đủ dùng trong 2 tuần rồi. Tôi muốn mua tử diệp quả nghìn năm lâu lắm rồi. Đủ cho mình một lần đến Hải Thần Hồ. Đấu giá vài giọt long huyết có lẽ cũng đủ. Mình muốn mua thiên niên huyền băng thảo. Chỉ có một mình mộng cầm là thực tế cô ấy hét lớn. Các người không lo bị thua sao? Sao bắt đầu cái đã chia chiến lợi phẩm rồi? Đúng vậy, dưới sự dẫn dắt của cậu ấy, chúng ta chưa từng thua có vấn đề gì chứ bọn tôi rất tin tưởng hiên vũ hình như đúng là vậy được rồi ngộ nhỡ chúng ta thua thì giao huy huy cho cô ta vậy ấy tại sao lại là tôi cô ấy là tỷ tỷ của cậu cậu có thể lời lội mà cậu cút đi ngày hôm sau tin tức tỷ thí đã truyền khắp học viện sử lai khác các thông tin chi tiết liên quan đến trận chiến được tích lại thành một hạng mục một huy chương trắng là đổi được thời gian địa điểm và tình hình thi đấu của hai bên mấy đứa trẻ năm nhất này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ chết vì tiền mà hơn nữa tiêu đề trên trung tâm viết là năm ba khiêu chiến năm nhất. Tức chết tôi mất. Tôi muốn đi tìm người đó, chúng ta không thể thua được. Tôi tự đi. Thân là một thành viên của tam niên cấp, danh dự của tam niên bảo vệ cấp cần cậu. Người mà đường vũ cách tìm đến cuối cùng cũng đã đồng ý. Để chứa được nhiều người xem hơn. Nhà trường đã chọn cho bọn họ một sân cực lớn ở trong đấu la thế giới. Hơn nữa bắt. Đầu tiên truyền ra bên ngoài, cho nên thu nhập trận đấu phải chia cho trường một nửa. Nhà trường đúng là chết cũng đòi tiền, đến cái này cũng không bỏ qua bốn ngày đã bán sạch vé rồi, tổng cộng một nghìn vạn đấu la tệ. Quá kinh khủng, tương đương với hai trăm huy chương vàng đó. Nếu thắng, mỗi người một tấm huy chương tím còn được. Thiệt chết mất, thiệt chết mất. Bây giờ sự việc lớn thế này rồi, tớ cảm thấy áp lực lớn quá. Một huy chương tím nếu tiết kiệm có thể có nguyên liệu chế tác một bộ nhất tự đấu khải. Đôi khi chúng ta cần làm đấu khải, nhất định sẽ vô cùng thiếu tiền. Đến lúc đó, mọi người sẽ phải tạm thời từ bỏ tu hành, đặt chế tạo đấu khải lên đầu tiên. Ừm, cho nên, kim bàn tử có thể tỉnh lại không? không thành vấn đề nó có lẽ có thể tỉnh lại trong vòng một hai ngày tới luôn đợi nó tỉnh lại tớ nhất định mạnh lên rất nhiều cộng thêm thúy ma điểu và bổ trợ triệu hoán của cậu nhất định khiến đối phương ngạc nhiên cậu đừng chỉ nghĩ chuyện tốt như thế hơn nữa tớ cảm thấy kim bàn tử là dị giới ăn long thú vốn dĩ có thể là vô cùng mạnh tớ thấy cậu không có tác dụng gì lắm hay đổi thành băng thiên lương không được phong tử tớ liều với cậu đừng trêu cậu ấy nữa chúng ta cũng cố gắng Lần trước thắng là do may mắn là chính, nhưng lần này chúng ta cũng đã tiến bộ rất nhiều, cơ hội không hề nhỏ. Hơn nữa, kể cả thua cũng không có tổn hại gì, đúng không? Đúng. Cùng cố gắng. Đúng. Cùng kiếm tiền. Một ngày trước thi đấu, Hiên Vũ nhận được tin từ mẹ. Con à, con sắp thi sao? Không phải mới năm nhất sao? Sao lại đi thi đấu với các anh chị năm ba vậy? Có phải có người khác trùng tên với con không? Đừng do mẹ mà. Mẹ, mẹ sao mẹ biết vậy? Đài truyền hình hồn đạo liên bang phát đó chuyện lớn như vậy đồng nghiệp còn bàn tán xôn xao, toàn đến hỏi mẹ đấy. Đài truyền hình hồn đạo lên bang phát. Đến nỗi vậy không? Con trai cố lên như bố tin con. Con trai, thi thì thi, nhất định phải cẩn thận, đừng để mẹ phải lo. Thua là về đánh đít đó. Bà xã anh sai rồi, không phải là đi chém gió cùng đồng nghiệp sao? Kết thúc cuộc nói chuyện với ba mẹ Hiên Vũ thầm nghĩ. Trường truyền tin ra ngoài phải bán đến giá trên trời chứ nhỉ sao chuyện này không nói gì với bọn mình. Quá đáng quá mà. Có cách rồi, sau đó hiên vũ liên hệ với đường vũ cách học tỷ em cảm thấy chúng ta nên bỏ thi bỏ thi cậu điên sao học viện đã bán quyền phát sóng thi đấu cho đài hồn đạo liên bang rồi sẽ phát sóng toàn bộ tình hình thi đấu trên nó học tỷ biết cái này có thể bán được bao nhiêu tiền không chúng ta gặp ở tòa nhà chính đi tìm viện trưởng quay về chuẩn bị thi đấu đi quyền phát sóng không phải việc các cô cậu cần quan tâm viện trưởng chuyện này đương nhiên có liên quan đến bọn thu nhập em về quyền phát sóng không phải nên có phần của bọn em sao học viện như vậy là vi phạm nguyên tắc công bằng bảo bọn em yên tâm thi đấu thế nào được. Chuyện này căn bản không có liên quan gì đến các cô cậu, không cần nói nữa, về đi. Vậy trận thi đấu này, bọn em không đánh nữa. Phải, không đánh nữa. Hai cô cậu dám uy hiếp tôi. Chúng em chỉ là đang đòi lại công bằng thôi. Dù sao tuyên truyền chỉ là thi đấu năm ba và năm nhất. Hai người không đánh, tôi thay người khác là được. Sao có thể như vậy? Đã vậy, thì quyết vậy đi. Học tỷ, chúng ta đi. Thấy lời dứt khoát của Hiên Vũ, đường Vũ cách ngạc nhiên quay lại nhìn thầm nghĩ. Hả, từ bỏ như vậy sao? Hiên Vũ tiếp tục nói. Viện trưởng tìm người khác cũng không sao, có điều không có bọn em. Năm nhất nhất định thua thảm. Nói như thể cậu đại diện cho năm nhất vậy. Em tuy không đại diện cho gì cả, nhưng trận chiến này của bọn em là đại diện cho thể diện của học viện Sử Lai khác. Học viện luôn chủ trương thi đấu công bằng, như lần này thì sao? Đầu tiên là trao đổi không công bằng. Sau đó là lợi nhuận quyền phát sóng không có bất kỳ liên quan gì đến bọn em. Liên bang đệ nhất học viện đến công bằng cơ bản cũng không có. Em thật sự rất thất vọng trận thi đấu này em rút hiên vũ liền quay người rời đi lạc anh hồng cũng đành chịu thua tên nhóc này tiểu tử này hai người quay lại ngay cho tôi hiên vũ dừng lại quay người hỏi anh lạc hồng viện trưởng có chỉ thị gì sao nói cậu muốn cái gì bên thắng mỗi người hai huy chương tím bên thua mỗi người một tấm thu nhập còn lại toàn bộ thuộc về học viện bọn em sẽ không hỏi lại dù sao hai bên bọn em nhất định sẽ dốc toàn lực như vậy học viện thông qua thi đấu có thể cho những học viên ưu tú nhất bọn em tài nguyên để bọn em mạnh hơn công hiến cho học viện nhiều hơn còn không vi phạm nguyên tắc công bằng không phải là hai bên cùng có lợi sao anh lạc hồng im lặng một lát đột nhiên mà thầm hầm tiến tới hiên vũ khiến cậu bé hoảng hốt viện trưởng cô không phải muốn dùng vũ lực đàn áp học viên nhỏ chứ thầy giáo của em biết là sẽ đến tìm cô đấy anh lạc hồng liền cốc cho thanh niên một cái rồi quát lớn đường trấn hoa tên khốn đó đến tôi cũng xử hắn như thường hai cô cậu ra ngoài cho tôi chỉ lần này không có ngoại lệnh còn nữa, giữ bí mật. Vâng, cảm ơn viện trưởng, viện trưởng bá khí, viện trưởng đẹp nhất. a à, cái này, vậy tôi cũng, chuồn ngay, ra ngoài, tiểu tử thối này. Thông minh mà biết truyền đạt, còn rất cố gắng. Đúng là có khí chất lãnh tụ. So với cậu ta, đường vũ cách đơn thuần nhiều hơn. Trận thi đấu này năm ba chưa chắc đã thắng được. Viện trưởng, tỷ lệ của năm ba là 1, 1,2. Năm nhất là 1, 3,6. Bây giờ tỷ lệ đang bao nhiêu? Sao lại kém nhiều như vậy? Lần trước năm nhất không phải thắng sao? trận lần trước năm nhất thắng rất may mắn hơn nữa năm ba đã thêm người thứ sáu là tư mã tiên tư mã tiên hoàng kim cốt túy vương tư mã tiên đó cậu ta không phải rất không hợp với đường vũ cách sao đường vũ cách đã thuyết phục cậu ta như vậy thực lực hai bên là cách biệt rất lớn cho nên mới dẫn đến cục diện như vậy người thứ sáu sao một bên là tư mã tiên vô cùng mạnh một bên là tên béo đệ tử của anh lạc hồng quả kèo này nếu là bạn thì bạn chọn bên nào thắng dừng khoảng 2 giây cơ mình nhé anh lạc hồng tất nhiên loại bỏ tên mập đệ tử mình rồi Viện trưởng, vậy chúng tại lần này đặt vào bên nào? Mua 5350 tấm huy chương tím đi. Kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Huy huy, sao vậy? Hiên vũ ca ca, anh biết không? Ở trung tâm hoạt động, trận danh ủng hộ hai bên đã bắt đầu mở rồi. Trung tâm hoạt động. Đây cũng coi như một trong những hạng mục giải trí của thành sử lai khác. Nhưng trung tâm hoạt động sử lai khác chỉ tiếp nhận huy chương của sử lai khác học viện chúng ta để đặt cược. Có cơ hội. Nói nói cụ thể là làm thế nào? tỷ lệ đền bây giờ là nếu 53 thắng, một đền 1.19. Nếu như chúng ta thắng một đền 3.9. Xem ra hình như có người cực không nhỏ vào 53. Không ngoài dự liệu, người khác thì thấy tỷ lệ chúng ta thắng rất nhỏ. Quá tốt, thực lực chân chính của chúng ta vẫn chưa bị lộ. Võ hồn biến dị của phong tử thức tỉnh, thực lực sẽ tăng mạnh. Thiên thu nhập tứ hoàn, võ hồn cũng thức tỉnh hai lần rồi. Cộng thêm ngũ hoàn của Huy Huy và huyết mạch tinh linh vương. Còn có bàn tử, kim bàn tử đã thức tỉnh chưa? Còn chưa sắp rồi ha ha, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm, đây không phải chuyện có thể đùa đâu. Tóm lại thể lực tổng quan của chúng ta đã được tăng lên rất nhiều. Mộng cầm liền hỏi. Ngươi nói nhiều như thế là có ý gì? Để chúng ta cổ vũ chính mình à? Thế thì cược đi. Hiên vũ liền đáp. Không phải, gọi mọi người tới là muốn nói một chuyện với mọi người. Trận đấu lần này, nếu thắng thì có thể có hai tấm huy chương tím, thua cũng có thể có được một tấm huy chương tím đó. Oa oa, thế không phải thua cũng được lợi lớn sao? Tại sao phải thua? Chúng ta lần này nhất định phải thắng đúng nhất định phải thắng không được thua cô ta thua và thắng đơn thuần thì không đủ nếu như tỷ lệ đền là một đền bốn tớ cảm thấy đang ra đánh cược lắm tấm huy chương tím bắt buộc phải có của tôi tôi muốn cược vào chúng ta mọi người tự chọn nhưng ta hy vọng dù lựa chọn như nào trận chiến này chúng ta phải có suy nghĩ liều mạng không có đường lui sức mạnh mà chúng ta bạo phát ra mới lớn hơn được đường vũ cách giao cho tôi tôi nhất định sẽ thắng cô ta tớ theo thu lợi 60%, không cực thì đợi gì nữa Tớ theo, thế thì cùng nhau đi. Thua thì, cùng lắm coi như không xảy ra chuyện gì. Nếu thắng, năm nhất không còn ai có thể sánh với chúng ta nữa. Khẩu hiệu của chúng ta là Cược một ván, xe đạp thành xe máy. Thế hãy mang 6 tấm huy chương tím, 12 tấm huy chương vàng mà chúng ta bán tin tức kiếm được lần này. Mang hết đi cược để cổ vũ chúng ta đi. Bán hết gia sản để đánh cược. Huy huy, 6 tấm huy chương tím, dùng danh dự bảo đảm, có được không? Nhà tôi thì được, để tôi bảo cha tôi làm không có ai biết mấy thiếu niên tuổi nhỏ bọn họ lại có dũng khí như vậy. Một đền bốn đây là tỷ lệ đến mà bọn họ cực vào phút cuối. Hai ngày sau, đám người Lam Hiên Vũ đều xin nghỉ để tranh thủ thời gian tu luyện. Bên năm ba, Đường Vũ Cách cũng cùng bạn bè tu luyện. Tất cả mọi người đều đợi ngày hôm nay tới. Chủ nhật, hôm thi đấu. Mẹ Hiên Vũ lúc này đang cực kỳ là phấn khích. Còn sớm lắm, em đang nhìn gì đấy? Em đi xem phân tích trước. Em nghe nói bọn họ đều không thấy con trai chúng ta giỏi. Trước khi thi còn có phân tích chuyên môn à? Em cảm thấy con trai có thể thắng. Con trai em là giỏi nhất. Khả năng thắng đúng là không lớn. Lam Tiêu, anh có phải cha đẻ không đấy? Sao lại không nói giúp con trai mình vậy? Đi nấu cơm, bốn món một canh, không được thiếu. Em thắng rồi. Tại Thiên Đấu Tinh, Nana cũng đăng nhập vào mạng bắt đầu quan chiến. Hiên Vũ, chắc đã lớn hơn chút rồi nhỉ? Cũng ở trên Thiên Đấu Tinh. Đường Nhạc, có phải anh điên rồi không? Tối nay diễn rồi, anh còn ở nhà xem tivi à? buổi sáng đã sắp xếp phỏng vấn rồi có nhiều chuyện lắm tôi muốn xem thi đấu có cậu ấy tôi muốn xem đứa trẻ đó xin chào quý vị khán giả yêu quý bây giờ bắt đầu phát trực tiếp cho mọi người lui lịch phỏng vấn đi nói là tối nay tôi sẽ hát thêm một bài hát cho mọi người coi như là tin mới tặng cho bên truyền thông vốn đã đặt lịch trước được tin tức này chắc đủ rồi các pha nhất định sẽ rất vui em đi sắp xếp trước sau đó sẽ về xem cùng anh em cũng muốn xem đứa trẻ đó như nào có thể khiến anh quan tâm tới vậy lúc trận đấu sắp bắt đầu thời gian sắp tới rồi ngay lúc này trung tâm hối đoái của học viện sử lai khác có một học viên tới tôi muốn công bố một tin tức nhiệm vụ hối đoái đề mục là bí mật mà bạn không biết con át chủ bài của chiến đội năm nhất khiêu chiến vượt cấp một tấm huy chương trắng là có thể đọc một lần Hả? À, bạn học cậu xác định tin tức của cậu là thật sao không lừa gạt đâu cô mau công bố đi bây giờ tỷ lệ đền của năm nhất đã là một đền năm rồi đó vẫn còn kịp toàn bộ gia tài của tôi đều cực vào năm nhất rồi ít nhất còn kiếm được mười mấy tấm huy chương vàng. Lam Hiên Vũ cũng rất biết kiếm tiền rồi. Còn một phút nữa là cuộc thi bắt đầu. Cái gì? Hồng Anh Lạc ngồi ở phòng làm việc, xem tin tức mà mình đổi được, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cái gì? Đám nhóc con này có con át chủ bài mới, sao lại không nói sớm? Nhanh, cử thêm 10 tấm huy chương tím vào tiểu đội của Lam Hiền Vũ. Phòng ngừa rủi ro. Năm nhất vào sân. Phía khán đài không còn chỗ trống, tiếng khán giả phấn khích reo lên. Năm ba vào sân, tiếng reo hò cũng không kém học tỷ có cực cho chúng ta không sau đó giả vờ thua chúng ta để kiếm được món tiền lớn lời rác rưởi như thế vô dụng với ta thôi lam hiên vũ lần này các người nhất định sẽ thua vẻ bề ngoài cười cợt nhưng trong lòng hiên vũ đầy quyết tâm chúng ta đánh cược hết vào bản thân trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng song phương đã chuẩn bị xong bắt đầu đếm ngược a hai một cuộc thi bắt đầu hiên vũ dùng lam ngân thảo bổ trợ cho mọi người cùng nhau lao lên nguyên ân huy thi triển ra vũ linh triều tịch hàng ngàn mũi tên màu tim lao thẳng về phía tư mã tiên tư mã tiên vung dìu lên cái nhẹ đã đã có thể ngăn lại được đòn tấn công của nguyên ân huy hiên vũ cũng phát hiện ra tư mã tiên này lực phòng ngự rất mạnh lúc này thiên thu cũng cầm thương lao lên phía tư mã tiên cứ nghĩ là tấn công mình tư mã tiên vung dìu bổ xuống nhưng thiên thu đã né tránh chiến đấu mà vòng ra sau tạo ra một màn băng vụ muốn dùng băng vụ để ngăn ta với tư mã tiên sau đó tập trung tấn công hắn sao ừ thế thì các người tính nhầm rồi tư mã tiên không đơn giản như thế đâu tiền lỗi cũng đã triệu hồi ra thiết bối long lên đi thiết bối long ngàn năm đâm bay hắn đi tư mã tiên lao lên thiết bối long bổ xuống một dìu một kích chém bay đầu con thiết bối long khiến cho nhóm hiên vũ cũng phải kinh ngạc trời ạ à, hắn lợi hại quá làm thế nào đây lão đại nhận lấy món quà lớn này đi làm hiên vũ hắn chính là món quà mà năm ba chúng ta chuẩn bị riêng cho người đó mau tránh đi đã cùng lúc đó một hướng khác của sân đấu nguyên ân huy đang tấn công mạnh về phía những người đồng đội của đường vũ cách đường vũ cách cảm nhận được những băng vụ này đang trở ngại lớn cho tim của mình liền thi triển ra ngũ hành tương sinh hỏa chi cực đánh tan đám băng vụ lúc này tư mã tiên càng ngày càng tới lam hiên vũ tình huống vô cùng nguy hiểm mọi người liền nhắc nhở mau tránh vào trong băng vụ đi lam hiên vũ nhưng hiên vũ lại lao tới tấn công trực diện đối đầu với tư mã tiên ơ ờ, hắn muốn làm gì lam hiên vũ lại xông thẳng tới tư mã tiên đối phương là hồn sư ngũ hoàn cường công đó hắn điên rồi sao đối diện với tư mã tiên lam hiên vũ vô cùng bình tĩnh tay trái đã hóa long lân né tránh được một diều rồi tấn công thẳng về phía tư mã tiên một chảo của lam hiên vũ đã thành công phá được lớp phòng thủ của tư mã tiên khiến cho tư mã tiên bị thương ngay tại ngực tiếp đó hiên vũ liền thi triển long ngâm khiến cho tư mã tiên ngơ ra lợi dụng sơ hở hiên vũ liền ấn lên lồng ngực tư mã tiên hai luồng năng lượng băng và hỏa sau đó lợi dụng băng vụ ẩn người đi tư mã tiên lấy lại được cảm giác thì đã quá muộn nguồn năng lượng hiên vũ để lại đã phát nổ ầm ầm những người quan chiến ai nấy đều ngạc nhiên không phải chứ. Lam Hiên Vũ Tam hoàn đấu với tư mã tiên ngũ hoàn mà lại là tư mã tiên lép vế. Tình hình nghịch chuyển rồi. Tư mã tiên bị tân sinh năm nhất cho nổ tung. Phía bên này hồn hoàng của đường nhạc bỗng nhiên hiện ra. Hà, hồn hoàng của cậu. Tại sao là kim sắc? Hơn nữa có tám cái. Sao đột nhiên giải phóng hồn hoàn Tôi, tôi cũng không biết. Năng lực của cậu ta hình như rất giống tôi. Không phải mỗi năng lực giống đâu. Trong hai người còn giống y nhau liệu không phải là con riêng lưu lạc bên ngoài của cậu chứ? Cô quen tôi bao năm rồi, đứa trẻ đó mới bao nhiêu tuổi? Rồi rồi chưa tí gì căng, chỉ là không hiểu tư mã tiên cường công hệ này. Tại sao đến phòng ngự lực cũng mạnh như vậy? Cậu ta, chưa chắc là cường công hệ chiến hồn sư. Sau đòn đó tư mã tiên gần như không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Đường vũ cách cùng hai hồn sư cầm thuẫn cũng đã phá được băng vụ lao đến hỗ trợ. Lúc này ánh mắt trở nên sắc lạnh, cậu ta thi triển ra vạn niên hồn hoàn khiến đường vũ cách ngạc nhiên tấn công này bạo phát ra khí tức khủng khiếp bao trùm cả một phạm vi rộng lớn năm người năm nhất trong phạm vi này bay lên không trung ngoài chóng mặt ra hồn lực cũng giảm mạnh chiêu này rõ ràng là không chế kỹ năng đúng va chạm vừa rồi của cậu ta là loại không chế nếu không thiết bối long sẽ không bay lên mà là quang bay mới đúng xem bọn họ đối phó với tình hình bất lợi này thế nào rất tốt nắm chắc cơ hội toàn lực xông lên xử bọn ho không phải chứ năm nhất nhanh vậy đã rơi vào đường cùng rồi cái gọi là vượt cấp khiêu chiến này lẽ nào kết thúc như vậy sao đội của đường vũ cách thấy đội hiên vũ bị đánh lên không trung nhân cơ hội này lao lên tấn công đúng lúc này một đôi mắt đáng sợ nhìn về phía bọn họ thiên thu đã thi triển rồi ra vạn niên hồn kỹ thâm lam ngưng thi đường vũ cách toát mồ hôi nhìn về phía thiên thu sao có thể đây không phải dung hợp kỹ của cô ấy và lam hiên vũ sao có thể độc lập giải phòng do sự ảnh hưởng của tư mã tiên không chế loại hồn kỹ hiệu quả của thâm lam ngưng thị bị giảm sút gián đoạn hiệu quả chỉ duy trì được khoảng một giây cũng chính vào chớp nhoáng bị gián đoạn đó nguyên ân huy huy xông ra tinh linh vương huyết mạch luân hồi chi nhãn một con mắt giữa trán của nguyên ân huy hiện ra tinh linh vương huyết mạch thức tỉnh luân hồi chi nhãn một ánh sáng lóe lên nguyên ân huy huy cậu ta từ khi nào biết sử dụng kỹ năng loại tinh thần xung kích vậy đội của hiên vũ bắt đầu nghịch chuyển thế cục lưu phong lợi dụng tốc độ lao lên tấn công về phía đường vũ cách đánh bật cô ấy lên không trung sau đó thi triển ra võ hồn bản thức tỉnh lần hai bạch long kiêu tam liên kích những đòn tấn công chớp nhoáng về phía đường vũ cách lưu phong đã đánh bay đường vũ cách người có thực lực mạnh nhất của đối phương rồi tuy không tạo thành thương hại thực tế nhưng đúng là đã khống chế được đường vũ cách rồi không thể để một mình cậu thể hiện được đến đi kim bàn tử để bọn họ xem sự biến hóa người ngủ thời gian dài như vậy tiền lỗi cùng kim bàn tử liền dung hợp làm một sau đó phối hợp cùng thúy ma điểu lao lên tấn công lý tư kỳ cậu ta có thể đánh không phân thắng bại với lý tư kỳ võ hồn của đối phương là huyền võ thuẫn đó được đó tiền lỗi tiểu tử này lợi dụng cánh cửa triệu hoán và thúy ma điểu đồng thời khống chế được ba hồn sư của đối phương mộng cầm và thiên thu cũng bắt đầu lo lên thiên thu không thể để quang minh và hắc ám hai hồn sư kia khống chế chiến trường nữa chúng ta hãy đi đánh tơi bời lên đi tôi đã nói mà năm nhất lần này thật sự rất khác thường không tưởng tượng được cục diện thay đổi rồi năm nhất cố lên thật đúng đắn đáng đồng tiền đi xem đường vũ cách bắt đầu cảm thấy lo lắng đáng ghét rõ ràng là cục diện chiếm ưu thế rồi mà lại bị đối phương phá vỡ tiếp tục như vậy rất có khả năng bị lam hiên vũ bọn họ dần dần kích phá hết không thể tiếp tục như vậy nữa chỉ cần đánh bại được lam hiên vũ đối phương sẽ như rồng mất đầu như vậy là chúng ta thắng chắc sau khi tính toán xong đường vũ cách hô lớn lý tư kỳ lý tư minh tư mã tiên tập hợp hợp lực giết chết lam hiên vũ nguyên ân huy thấy hiên vũ bị bao vây liền thi triển ra tinh linh vương huyết mạch đệ ngũ hồn kỹ để ngăn chặn lại anh tường đồng vách sắt đến đây tên béo này sao khó giải quyết vậy chứ vô dụng thôi nguyên ân huy huy tấn công của cậu không phá được phòng ngự của họ đâu nguyên ân huy tiếp tục thi triển ra lôi linh chiến cổ một luồng uy áp cực mạnh đến anh em lý tư kỳ và lý tư minh mạnh quá có cảm giác không thể chống được lại võ hồn sau lần thứ hai thức tỉnh mạnh đến vậy sao tư mã tiên chặn lối rút lui của lam hiên vũ lam hiên vũ cậu không còn đường lui nữa rồi Trước mặt của Lam Hiên Vũ hiện tại là Đường Vũ Cách, ngay bên cạnh là Tư Mã Thiên đang sau là anh em nhà họ Lý, cậu ấy đang trong tình cảnh nguy hiểm. Muốn dùng phong nguyên tố chạy trốn sao? Cậu không phá được Huyền Võ Thuẫn đâu. Lam Hiên Vũ, cậu chết chắc rồi. Đường Vũ Cách tung ra một quyền lao lên tấn công. Lúc này là Khánh Linh đang xem thắc mắc quay sang hỏi Đường Nhạc. Tại sao bọn họ hoàn toàn nhắm vào Lam Hiên Vũ tam hoàn vậy? Ai, lần này thua rồi sao? Không đúng, Lam Hiên Vũ hình như đang dụ dỗ đối thủ. Sao có thể chứ? một tam hoàn đối diện với ba ngũ hoàn đó nhìn kỹ đi át chủ bài của lam hiên vũ ra rồi kìa một ánh sáng lóe lên từ trong tay hiên vũ một luồng khí tức đáng sợ đường vũ cách bắt đầu hốt hoảng đây là ánh sáng gì lại khiến ta cảm thấy sợ hãi hiên vũ cuối cùng đã sử dụng tới thiên thánh liệt uyên kích mục tiêu đầu tiên kết liễu chính là anh em nhà lý thị đường vũ cách nhìn thấy đòn này toát cả mồ hôi đây là công kích gì vậy đại ngũ hành thần quang của ta bị nuốt mất còn có lý thị huynh đệ cũng tan biến chỉ một kích sao có thể chứ đây vốn là điều không thể nào chưa để Đường Vũ cách suy nghĩ hết thì Lam Hiên Vũ cũng đã tiễn cô ấy lên đường mục tiêu cuối cùng còn lại Tư Mã Tiên Hiên Vũ liền cầm Thiên Thánh Liệt uyên kích lao lên một thương bổ xuống cũng tiễn Tư Mã Tiên lên bảng đếm số chỉ trong chớp mắt diễn biến đã thay đổi kết cục trận đấu mọi người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì Lam Hiên Vũ không phải rơi vào tuyệt cảnh rồi sao sao đột nhiên lại nghịch chuyển càng khô rồi Hiên Vũ sau đòn đó người cũng bắt đầu kiệt sức Hiên Vũ trong tình huống mọi người hoàn toàn bất ngờ, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt kích sát bốn người mạnh nhất lớp năm ba, hai người còn lại cũng bị trọng thương, không thể chiến đấu. Năm ba thất bại hoàn toàn. trời ạ, à, một hồn sư tam hoàn, sao có thể đánh bại bốn hồn sư? Ngũ hoàn trong nháy mắt chứ, hoàn toàn vượt lẽ thường. là thần khí, cái đó, hình như ta từng thấy. tên là gì nhỉ? Đường Nhạc cũng triệu hồi ra một thần khí. đây là, đây lại là cái gì nữa? anh càng ngày càng không giống Đường Nhạc mà em quen nữa trở lại khán đài đội của Hiên Vũ bắt đầu ăn mừng. Thắng rồi, Hiên Vũ. Chúng ta thắng rồi. Tốt quá rồi, chiến thuật của chúng ta thành công rồi. Khắc phục được điểm yếu thời gian ngắn và cự ly tấn công có hạn của Long Thần Biến. Chính sự phối hợp chặt chẽ của chúng ta giúp chúng ta thắng được trận đấu. Yê, thấy mộng cầm cả người run lên thiên thu liền hỏi. Chị sao thế? Tưởng bà này bị sao hóa ra cũng đang phấn khích. Phát tài rồi, chúng ta giàu to rồi. Mỗi người sáu tấm huy chương tìm đó. Đỉnh quá đi mộng cầm tỷ không phải người bị thần tài phụ thể rồi chứ đột nhiên trở nên mê tiền như thế hi hi đó là cái quỷ gì thần khí một tên nhóc con mà lại có thần khí lam hiên vũ này đến cùng là thần thánh phương nào may quá may ma thời khắc cuối cùng mình đã đổi vọt lên một chú nếu không cả 50 tấm huy chương tím đều bị thua sạch rồi nghĩ lại mà sợ đúng lúc này anh lạc hồng nhận được cuộc gọi từ uông thiên vũ reng reng lão sư tôi vừa xem tranh tài lam hiên vũ năm nhất kia tiềm năng vô hạn em phải chú ý bồi dưỡng còn nữa đừng để quá nhiều điều tra về hắn quấy nhiễu hắn tu luyện vâng hiểu rồi anh hồng lạc bắt đầu vẻ mặt tức giận thẩm mỹ đứa nhỏ này lúc đầu là ta coi trọng trước chính là bị tên đường chấn hoa kia cướp đi nếu không đây là đệ tử của ta mới đúng đường chấn hoa mau cút ra đây cho tôi cô ấy lại làm sao vậy ai hình như hôm nay nhóm lam hiên vũ tranh tài chẳng lẽ xảy ra việc kỳ quái gì tại tối hôm qua uống nhiều nên ngủ quên mất đành xem chương trình tranh tài phát lại vậy đám người lam hiên vũ đang tiến hành chia của ở ký túc xá mỗi người được chia đến 6 huy chương tím cộng thêm 10 huy chương vàng mà lúc này ngoại viện học viện sử lai khác cũng đang xôn xao đây là ở nhiệm vụ hối đoái trung tâm không tiến hành điều kiện hối đoái trước lam hiên vũ dùng hành động chứng minh cậu ta mạnh mẽ với tất cả học viên ngoại viện lập tức hạ gục cường giả ngũ hoàn năm thứ ba không hề nghi ngờ sáu người lam hiên vũ nhất chiến thành danh tối cùng ngày sáu người lam hiên vũ đã lặng lẽ rời khỏi học viện sử lai khắc hôm nay là ngày nghỉ đêm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon sau đó tới phiên đấu giá xem có vật gì hay thích hợp tu luyện để mua về quẩy thôi trải qua mấy lần cùng chiến đấu này tiểu đoàn đội này của chúng ta cơ bản đã thành hình mọi người phối hợp ăn ý tương trợ lẫn nhau chỉ có đầy đủ tài nguyên tốc độ trưởng thành mới có thể càng nhanh tại một nhà hàng ẩm thực chào các thiên tài của học viện sử lai khác tôi là kha hồng người phụ trách thiên triệu mỹ thực Vô cùng vinh hạnh vì các bạn có thể chọn nơi này của chúng tôi để ăn mừng. Như vậy đi, hôm nay các bạn ăn gì mua gì đều được miễn phí. Tôi còn tặng các bạn mỗi người một tấm thẻ, về sau đến đây ăn có thể được chiết khấu 70%. Cảm ơn Kha tổng, có điều không có công không nhận lộc, cũng không cần miễn phí. Không sao, không sao các vị làm sử lai like khác chúng ta vẻ vang. Tương lai tiền đồ vô hạn, cậu phải cho tôi một cơ hội giao tiếp tốt với các cậu chứ. Nếu Kha tổng đã nói vậy, lão đại, chúng ta đừng khách khí. Kha tổng, bao ăn no chứ? đương nhiên đương nhiên ăn thoải mái tiền lỗi cậu nhìn kim bàn tử kia nó cuồng ăn gân điện long kia chẳng lẽ là ăn long thú luôn cảm thấy kim bàn tử có ý đối địch với mình tình huống này sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội hỏi thụ lão thụ lão gặp nhiều biết rộng tại buổi đấu giá sẽ đấu giá các vật như long huyết long cốt cậu cũng có thể cân nhắc mua nhưng những vật có quan hệ với loài rồng đều rất đắt đồ keo kiệt cậu bị ngốc à nó trưởng thành không phải tương đương cậu trưởng thành sao sau khi ăn no, sáu người vừa cười nói vừa đi ra khỏi thiên triều mỹ thực. tại phòng đấu giá sử lai khác, đội hiên vũ vừa tới đã nhiều người nhận ra, a à, chính là mấy nhóc này. hôm nay tranh tài chính là bọn họ đánh bại chiến đội mạnh nhất năm ba, thật sự lợi hại. nguyên ân huy cũng phát hiện ra đường vũ cách, cô ấy lần nào cũng đến một mình. hiên vũ đi tới phía đường vũ cách hỏi thăm, đến cười tôi sao? các cậu thua vì chưa hiểu rõ chúng tôi thôi. cảm ơn cậu, cảm ơn tôi. Đương nhiên là phải cảm ơn cậu rồi. Nếu như không phải cậu nói những chuyện đó với viện trưởng, chúng tôi là những kẻ thua cuộc, làm sao lấy được huy chương tím cơ chứ? Có phải lớp các cậu áp lực rất lớn không? Tôi đã từ bỏ chức lớp trưởng, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm chứ. Thấy Hiên Vũ im lặng đường Vũ cách liền nói tiếp. Tôi không sao, không có nhiệm vụ càng thoải mái, có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Chẳng qua tôi phải nhắc nhiều cậu, cây cao chịu gió lớn. Các cậu quá mức nổi bật, cho nên phải cẩn thận đấy nếu áp lực quá lớn thì đội ngũ có thể sẽ tan đàn xẻ nghé đội của các cậu xảy ra chuyện gì vậy đội của cậu có giữ cậu lại không tôi chỉ huy không tốt không đủ thông minh cho nên tôi rút khỏi đội rồi bọn họ giữ tôi lại nhưng tôi cũng biết bọn họ rất thất vọng về tôi kế hoạch tác chiến của tôi không làm bọn họ phát huy được hoàn toàn sức mạnh lần đầu tiên thua các cậu là vì vẫn chưa hiểu đối thủ nhưng lần thứ hai thua rõ ràng là vấn đề của tôi cho dù thua cũng không nên thua trong tình trạng giống như chúng tôi nghe những lời của đường vũ cách hiên vũ thẩm mỹ thật lợi hại nếu như là mình thua một trận chiến quan trọng như thế mình có thể chấn định được không vậy cậu phải làm sao năm học thứ ba này có vẻ không vui à cũng không có gì buồn cả tôi vẫn là tôi vẫn là người mạnh nhất trong lớp hoặc tôi là một hồn sư chỉ thích hợp đại diện cho bản thân mình bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn để tu luyện rồi đợi đến lúc tu vi đạt tới lục hoàn là có thể tạo ra nhị tự đấu khải rồi ừm sau này tôi cũng sẽ nỗ lực hơn nữa sau khi nói chuyện với đường vũ cách thì hiên vũ quay trở lại nguyên ân huy liền hỏi hai người nói chuyện gì thế? Lam Hiên Vũ miêu tả cuộc trò chuyện vừa rồi cho các bạn. Nguyên Ân Uy nghe xong cũng không nói nên lời. Lúc này phiên đấu giá cũng bắt đầu. Đồ vật bàn đấu giá tiếp theo đây vô cùng đặc biệt, là một loại thiên tài địa bảo trung cấp cực kỳ hiếm. Vạn năm mới có một lần, là bảo bối hiểm có. Là băng thần liên sinh trưởng ở hồ bản thần tại mẫu tinh cực bắc. Hiếm có hơn chính là băng thần liên này là hoa sen tịnh đế. Nếu như hai hồn sư thuộc tính băng sử dụng cùng lúc thì trong giây lát sẽ sinh ra liên kết rất kỳ diệu. Hoan nghênh mọi người đấu giá, giá khởi điểm là 3.000 vạn tệ. Bước giá là 100 vạn tệ. Số 60, 3.000 vạn. Mộng cầm vừa dơ lên đấu giá thì tiền lỗi vội khuyên ngăn. Đó là 3.000 vạn đấy, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Hình như cậu làm gì có nhiều tiền thế. Tôi muốn thế, cầu cậu quản à, bỏ ra. Tiền lỗi liền thở dài nói, phá ra chi tử, đúng là phá của a. À. Vẻ mặt mộng cầm trở nên tức giận nhưng hành động ngay sau đó khiến của tiền lỗi khiến cô nàng ngạc nhiên. Tiền lỗi ném huy chương tím về phía mộng cầm, Tên béo này cũng dạy gái phết anh em ạ. À. Quyết tâm theo đuổi chị đẹp rồi đây. Này, cậu làm gì đấy? Tiền lỗi bày ra vẻ mặt xoài khí nói. Đây, muốn mua thì lấy mà dùng. Mộng cầm cũng phải ngạc nhiên. Lưu Phong không hiểu chuyện gì thầm mỹ. Tiền lỗi là người keo kiệt vậy, cậu ta điên rồi sao? Số 56, 3.100 vạn. Bước giá 100 vạn. Nếu như tiếp tục thêm nữa là 3.200 vạn rồi. Lúc này đột nhiên đường vũ cách đứng lên. Đường vũ cách, cậu ấy muốn làm gì thế? học viện sử lai khác ngừng đấu giá bán giá ba van học viện sử lai khác dừng đấu giá thành công trả cậu huy chương tím cậu có phải đồ ngốc không vậy tớ với thiên thu cùng dùng huy chương tím của hai người bọn tớ là đủ mua rồi cậu giữ lại mà đề phòng bình thường tôi tiết kiệm chút là được không cần đâu cảm ơn cậu không cần cảm ơn cậu hào phòng thế từ bao giờ đấy tớ lúc nào mà trả hào phóng Vật đấu giá tiếp theo của hôm nay, tuy không có giá trị cao như thần liên tịnh đế, nhưng có thể sử dụng trong phạm vi lớn. Chính là quả sinh mệnh tỷ lệ xuất hiện quả sinh mệnh rất thấp, 10 năm mới xuất hiện một lần. Quả sinh mệnh cấp bậc ngàn năm, tác dụng chỉ có một, chính là kéo dài tuổi thọ. Người bình thường, một quả có thể kéo dài 30 năm, đối với hồn sư có thể đạt tới 100 năm, giá khởi điểm 3.000 vạn. Vật phẩm này vậy mà rất nhiều người đấu giá, 4.000 vạn, 6.000 vạn, 9.000 vạn, 3 tỷ. Một cô gái trên phòng VIP đã ra giá tới 5 tỷ, vẫn còn người tăng giá sao? Bán. Xin chúc mừng người ở gian số 6 đã mua được quả sinh mệnh với giá 5 tỷ. 5 tỷ? Chúng ta vẫn quá là nghèo. Đến lượt vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, mọi người chú ý nhé. Đây là bảo bối giá khởi điểm 100 tỷ. 100 tỷ sao? Là cái gì mới được? Với cái giá này thì ngay cả tập đoàn tài chính cũng không bỏ tiền ra ngay được. Đây là bán đấu giá hay là đốt tiền vậy? Nào, xin mời mọi người nhìn đây. Đây là bảo vật đấu giá có mức giá cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của chúng tôi trường thương này cũng là pháp trượng là vũ khí của ngân long vương thần khí một thời bạch ngân long thương xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng các thần khí sử lai khác giá khởi điểm là 10 tỷ trong vòng một phút nếu không có ai ra giá đấu giá kết thúc trời ơi cây trượng này thật sự là thần khí đáng tiếc thời gian đấu giá chỉ có một phút 10 tỷ đối với một món thần khí như này không coi là đắt lẽ nào sử lai khác thật sự cho rằng sẽ không có ai mua được sao nhưng bất luận là thế nào chúng ta cũng mua không nổi Hiên Vũ lúc này cũng nhìn sang phía Lưu Phong, vẻ mặt Lưu Phong đang vô cùng tâm trạng. Bạch Ngân Long Thương, với Bạch Long Thương của Lưu Phong chỉ khác nhau có một chữ, 5, 4, 3, 2, 1, thời gian đã hết. Không ai ra giá buổi đầu giá kết thúc. Sau khi kết thúc buổi đấu giá đường Vũ Cách đã đứng đợi mọi người ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ, cậu mau thăng cấp tu vi đi. Tôi muốn toàn lực chiến với cậu một trận. Hiên Vũ thầm nghĩ bà này làm sao vậy nhỉ? Hồn lực của hai chúng ta kém nhau nhiều như vậy, đùa kiểu gì thế? không thấy hiên vũ trả lời đường vũ cách liền rời đi lại còn tiện gây sự với nguyên ân huy một cái nhìn đường vũ cách rời đi nguyên ân huy thẩm mỹ cô ta không phải lớp trưởng sao e rằng cô ấy không còn giống như những người năm ba khác nữa rồi chúng ta cũng mau trở về tu luyện đi trước tiên phải báo một tiếng với thầy giáo trước đã tôi có ý kiến thế này thiên tài địa bảo đặc biệt như này có thể tới hồ hải thần hấp thụ năng lượng sinh mệnh trong hồ lại rất phù hợp ở đó một tiếng đã mất ba cái huy chương vàng rồi lấy đâu ra nhiều tiền thế đúng đó quá đắt rồi đi tôi hiên vũ định nói gì thì tiền lỗi lại bắt đầu muốn lấy le chị đẹp có thể dùng của chúng tôi trước cậu thấy thế nào chúng ta quay về hỏi ý của thầy giáo trước đi lão đại các cô ấy có lẽ sẽ không thật sự muốn tiền của chúng ta đâu nhỉ tu luyện ở hồ hải thần là cái giếng không đáy cậu nhìn người ta đi là người chơi hệ có tiền nên mới vung tay không lưỡng lự như vậy có điều béo này tôi phải nhắc nhở cậu cậu nếu như thật sự thích mộng cầm hãy thật lòng xem người ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì hóa ra là như vậy tôi nói mà sao lại đổi tính đổi nết rồi ha ha có điều cậu quá béo đi mộng cầm không thích cậu đâu béo thì đã sao nào béo mới đáng yêu mùa hè thì che nắng mùa đông thì ủ ấm lúc nguy hiểm tôi còn có thể dùng sức mạnh to lớn của bản thân để bảo vệ cô ấy lúc nào cậu thắng thì hãy nói tạm biệt sau khi mọi người tạm biệt nhau hiên vũ đi tới chỗ đường nguyệt cái gì băng thần tịnh đới liên còn là cấp bậc vạn năm người trẻ tuổi bây giờ thật sự có nhiều tiền bỏ đi bỏ đi nể tình cậu tôi đi xin một chút vậy cảm ơn thầy lấy 30 huy chương vàng làm giới hạn, trực tiếp hấp thụ toàn bộ. Thầy, buổi đấu giá hôm nay còn có quả thực sinh mệnh. Nhìn năm đó, có giá vài trăm triệu, cũng là được sản xuất từ chỗ chúng ta sao? Thấy Lam Hiên Vũ tò mò đường Nguyệt liền hỏi. Sao thế, cậu muốn ăn? Lam Hiên Vũ liền gãi đầu ngượng ngùng nói. Em còn nhỏ, không cần phải kéo dài tuổi thọ. Hề hề, cậu nhìn đây, có phải thứ này không? Đường Nguyệt đưa ra một quả thực sinh mệnh màu xanh. Hiên Vũ ngạc nhiên liền hỏi. Thầy thầy cũng có sao? Đường Nguyệt không đáp mà đưa quả thực sinh mệnh lên cắn. Nhìn thấy từng quả thực sinh mệnh từng miếng bị nuốt trước mặt trái tim Hiên Vũ bắt đầu rỉ máu. Cả người hóa đá luôn. Mùi vị không tồi. Mỗi một đệ tử của sinh mệnh học phái, mỗi tháng đều được lĩnh một quả, có điều, không thể bán chỉ có thể để cho mình ăn. Còn câu hỏi gì không? Hết rồi, thầy, em quay về tu luyện đây. Được rồi, lần sau gặp, tạm biệt. Nhìn Hiên Vũ rời đi đường nguyệt thầm nghĩ. He 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 he, mỗi tháng một quả, nhưng phải từ cấp 90 trở lên mới có thể lĩnh chiêu này của lão thụ cũng được đó sau đó bạch ngân long thương vân tiếp tục được đầu giá có điều giá khởi điểm đã lên tới 100 tỷ lam mộng cầm và đồng thiên thu cũng lựa chọn hồ hải thần để làm nơi hấp thụ bằng thần tinh đới liên một kỳ học mới lại bắt đầu trong sự vội vã và khẩn trương hôm nay hiên vũ lại đến đoàn tạo chào học trưởng vẻ mặt của học trưởng này nhìn hiên vũ mà chán hẳn tên quỷ nghèo này lại tới rồi một đồng cũng không cho mượn học trưởng hiệp hội đoàn tạo của chúng ta có phải mua được một kim loại rất quý hiếm không à sao thế Cậu muốn dùng nó sao? Ừm, tôi muốn xem chút thôi. Tôi muốn mua trầm ngân, mỗi miếng cắt vuông, chia thành 100 miếng. Mua trầm ngân? Đùa à? Ít nhất phải mất hơn 30 huy chương vàng đó, cậu chắc chắn chứ? Ừm, tôi chắc chắn, làm phiền học trưởng rồi. Lần này còn muốn nhờ học trưởng chỉ điểm. Được, giờ thì bắt đầu thôi. Mỗi tháng Lam Hiên Vũ đều tới đây rèn đúc trầm ngân, cũng xem như là kiểm tra xem năm tháng qua bản thân đã học được những gì. Tên Lam Hiên Vũ này, mới vào đoàn tạo, tự học lâu vậy? hắn đã tới 4 đến 5 tháng rồi chưa từng thỉnh giáo lão tiền bối là ta đây chỉ xem sách để luyện đoàn tạo sao đừng lãng phí thời gian nữa hừ thực hành hơn lý thuyết xem xong thành quả tự học của ngươi rồi nhắc nhở ngươi một lát sau một viên kim loại đã được hiên vũ luyện chế xong hừ động tác này rất quen thuộc không ai chỉ dạy lại có thể làm được như này nhân trì hợp nhất lẽ nào hắn thật sự tự học thành tài được hơn nữa một chùy vừa này nếu như ta không nhìn sai thì chính là đường môn loạn phi phòng chùy pháp chủ tạo thuật mạnh nhất để khu trừ tạp chất kim loại trong truyền thuyết hắn học được từ bao giờ thế hơn nữa trầm ngân đang thu nhỏ chỉ còn một phần ba màu sắc cũng ngày càng sáng hơn lẽ nào 12 phát trì vừa rồi của hắn đã hoàn tất bách đoàn ít nhất đã đạt đoàn tạo sư cấp 2 rồi nhỉ năm tháng ngắn ngủi lại tăng cấp tới mức này ta còn nói muốn dạy người ta nhưng xem trình độ này rõ ràng không kém cạnh ta sao lại luyện được như thế đoàn tạo dùng một câu để khái quát là một quá trình sáng tạo sinh mệnh lúc này hiên vũ cũng đập một quá cuối cùng một ánh sáng vàng lóe lên oa wow, thành công rồi thật hay giả ồ ồ thông thể cũng sáng hơn nhiều vâng sáng cao hơn một thước không tồi không tồi tiểu học đệ người giỏi lắm đứng trước lời khen thì hiên vũ lại bày ra vẻ mặt chán nản mà thở dài chỉ cao một thước thế thì coi như hỏng Ai? hỏng rồi hỏng chỗ nào không phải cậu thiên đoàn thành công rồi sao thiên đoàn có linh kim loại thăng quang nhưng mà chú nhạc bảo phải thăng quang một trường mới được coi là thành công đây mới một thức mà thôi. Cậu vừa nói chú nhạc là thầy cậu à? Coi như vậy đi, chú ấy từng dạy tôi đoàn tạo. Ta bảo mà, thì ra có thầy giỏi, khó trách học nhanh thế. Đoàn tạo sư cấp 3, giỏi ghê. Vẫn nên cảm ơn anh đã dẫn em nhập môn. Anh vừa nói cái này cũng được coi là đoàn tạo sao? Nó có giá trị không? Đương nhiên có chứ. Thiên đoàn kim loại, mảnh này của cậu. Được 5 tấm huy chương trắng đây. Oa, wow, một mảnh được 5 tấm huy chương trắng, 100 mảnh là 500 tấm huy chương trắng tương đương với hơn 30 tấm huy chương vàng, lợi nhuận gấp 10, được đó nha. Tiểu học đệ, xem ý của cậu. Cậu muốn bán thiên đoàn trầm ngân này phải không? Hiên Vũ liền gật đầu xác nhận. Thế tôi mua. Hả? Cậu có thể bán rẻ hơn không? Học trưởng khách khí, cái này tặng anh đó, nếu không có anh chỉ, em có lẽ còn phải đi lòng vòng nữa. Không thể tặng, tốt xấu gì tôi cũng là học trưởng của cậu cần mặt mũi. Bốn tấm nhé, giá này là giá rẻ với tôi rồi, lần này thôi, không có lần sau kỳ lạ kỳ lạ tấm thiên đoàn kim loại này của cậu rất hay tầng năng lượng không vấn đề gì tại sao hoạt tính lại không cao nhỉ tôi phải đi nghiên cứu đã học đệ cậu bận việc của mình đi ha được chỉ dùng mắt nhìn là có thể cảm nhận được thay đổi bên trong kim loại học trưởng này không đơn giản sau khi học trưởng rời đi lam hiên vũ thử đoàn tạo trầm ngân lần nữa có kinh nghiệm đoàn tạo vừa nấy cậu ấy cảm giác bản thân đã quen với trầm ngân hơn nhiều nhưng liên tục đoàn tạo khiến lam hiên vũ cũng không chịu nổi lần thứ tư rồi hôm nay không được ngày mai làm Ngày kia tới cuộc thi cuối kỳ rồi. Lúc này thì tên kia quay lại hét lớn, "Học đệ, ấy, ha ha, hoàn mỹ quá đi, quá giỏi luôn. Học đệ, cậu đúng là quý nhân trong đời tôi. Thành công rồi, thành công rồi, tôi thành công rồi." Ha ha ha. Xảy ra chuyện gì? Tôi nói đi thử mảnh trầm ngân vừa nãy của cậu, kết quả không ngờ đã hoàn thành lần linh đoàn đầu tiên trong đời tôi. Tỷ lệ linh đoàn thành công quá thấp, tài nguyên tiêu hao lại nhiều. Học trưởng có thể buông em ra trước không? Linh đoàn để sở hữu linh tính thuộc về bản thân có thể nói là thoái biến hoàn toàn. Linh đoàn thành công, có nghĩa tôi là đoàn tạo sư cấp 5 rồi. Học đệ, nhờ phúc của cậu đó. Xếp hạng đầu ngoại viện, đã về tay rồi. Ngoại viện chúng ta còn chưa có đoàn tạo sư cấp 5 nào đâu. Chúc mừng học trưởng, có lần thành công đầu tiên, sau này nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi phải đi khoe với lớp đây, ha ha ha. Đoàn tạo sư cấp 5, linh đoàn khó thế sao? Không biết lúc nào mình mới có thể làm được. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ ngày kia chính là ngày tham gia kỳ thi cuối kỳ rồi kỳ thi cuối kỳ của học kỳ đầu tiên rất quan trọng thành tích thi lần này sẽ đặt nền móng tương lai ở học viện của chúng ta muốn có được tài nguyên của học viện cho nên hầu như mọi học viện đều đang nín thở chờ đợi phải thể hiện hết năng lực của mình mới được hy vọng thông qua lần thi này có thể vượt qua chúng ta hiên vũ vẻ mặt kiên định nói nhất định phải làm tốt việc chuẩn bị ngày mai tập hợp ngày hôm sau hiên vũ tập hợp với mọi người mọi người đội trưởng cậu tới muộn rồi đi thôi đồng thiên thu và hiên vũ lúc này ánh mắt nhìn nhau toàn màu hồng thấy ánh mắt hai người đưa tình với nhau mộng cầm liền bịt mắt đồng thiên thu lại này các cậu có thể đừng liếc mắt đưa tình vậy không cậu nhìn tôi đi ánh mắt của tôi cũng rất chân thành đó mỡ trên mặt cậu sắp che kín mắt của cậu rồi ai mà nhìn thấy được trong mắt cậu là gì chứ tuy tôi béo nhưng tôi là một người béo linh hoạt tiền lỗi từ sau khi có kim bàn tử tăng cân vùn vụt về mặt phòng ngự bây giờ cậu ấy là quán quân của đội đó Lưu Phong hoàn toàn nắm chắc được thay đổi của võ hồn, cậu ấy cách cấp 40 càng ngày càng gần. Được rồi, người béo linh hoạt, lúc nào chúng ta solo. Vậy sao được, tôi không đánh con gái. Lam Mộng Cầm là hồn lực thứ hai của cả đội, song sinh võ hồn cấp 49. Nếu như không có sự tồn tại đặc thù nguyên ân huy huy này, cô ấy mới là cường giả nam nhất đứng đầu kỳ này. Vừa nói vừa cười, bọn họ đã tới đích đến. Hừ, sợ thì nói mình sợ. Còn kêu không đánh con gái, ngươi có thể đánh nổi bản tiểu thư sao? Ha ha ha, lúc này hiên vũ quan tâm đưa đồ ăn cho đồng thiên thu này ăn đi mộng cầm vẻ mặt khó chịu nói tại sao chỉ có một cái của tôi đâu lần trước không phải cậu nói không thích ăn sao nhưng bây giờ tôi lại thích rồi thế để tôi đi mua cho cô ấy đang hâm mộ u con gái thật khó hiểu nói gì đấy chúng ta là tỷ muội tốt đó đồng thiên thu bón cho hiên vũ một miếng pha bón cơm chó cho anh em chúng tôi đây mà Ăn được một miếng thì mặt Hiên Vũ đỏ lên, Đồng Thiên Thu thấy vậy liền đá cho một cái. "Đá tôi làm gì?" Đồng Thiên Thu không nói gì vẻ mặt tức giận bỏ đi. Hội trường đấu giá. Mọi người dọc đường ăn ăn uống uống, khó khăn lắm mới dạo đường mỹ thực. Tới đích đến chân chính hôm nay của bọn họ rồi. Sáu người họ gom được 12 tấm huy chương tín, thống nhất mua tiêu hao phẩm, sử dụng cho kỳ thi cuối kỳ. Qua vài vòng đấu giá, Lam Hiên Vũ giơ tay hai lần, mua được hai loại linh quả dạng phục hồi. Tiếp theo là đồ đấu giá thứ 11 một vòng tay chữ vật vòng chữ vật này là tinh phẩm khó có trong các loại chữ vật hồn đạo không gian chứa bên trong đạt tới 5 mét khối giá khởi điểm 5 triệu mỗi lần trả thêm giá không được thấp hơn 5 vạn liên bang tệ bên dưới bắt đầu đấu giá lấy đi lão đại thứ này hữu dụng lấy đi quá tiện luôn hiên vũ liền dơ bảng lên đấu giá 10 triệu cuối cùng lam hiên vũ mất 14 triệu liên bang tệ mua lại chiếc vòng tay chữ vật này bọn họ không tiếp tục xem nữa rời khỏi hội trường Huy Huy, cậu mạnh nhất, cậu đeo đi, an toàn nhất. Nguyên Ân Huy vô cùng ngạc nhiên sau đó liền vui mừng nói, Hiên Vũ ca ca thật tốt với người ta. Nhân lúc thời gian vẫn chưa quá muộn, chúng ta tới một nơi đi. Đi đâu thế? Đi lấy hàng cho vòng tay chữ vật của chúng ta. Giá trị của nó không phải thể hiện ở đây sao? Ngày hôm sau tại lớp học, kỳ thi cuối kỳ năm nhất học kỳ một tương đối đơn giản, nhưng vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Đầu tiên các cậu sẽ bị đưa tới một hành tinh đang khai thác môi trường cực kỳ khắc nghiệt các cậu cần lấy được vật phẩm nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt đó và phải mang về căn cứ trong thời gian quy định. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể tính là thi qua môn. Cần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mới được cộng điểm. Nội dung nhiệm vụ cụ thể sẽ phát sau khi tới đích đến. Đoàn đội có nhân số khác nhau sẽ nhận được nhiệm vụ khác nhau. Người càng đông thì càng khó, bây giờ tiến hành báo danh đoàn đội. Lam Hiên Vũ, bắt đầu từ em đi. Thầy Tiêu, đoàn đội của chúng em có 6 người, em, Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm, Đồng Thiên Thu, Lưu Phong, tiền lỗi, báo danh hết. Những người khác đâu? Thưa thầy chúng em ba người một đội. Chúng em hai người một đội. Báo danh xong thì về chuẩn bị đi, sau một tiếng nữa xuất phát từ cổng tòa nhà giảng dạy. Lam Hiên Vũ, đội các cậu theo tôi vào phòng làm việc. Rõ, tại phòng làm việc của thầy Tiêu. Hiên Vũ thấy đường Vũ Cách thì ngạc nhiên. Không cần giới thiệu nữa nhỉ, đường Vũ Cách và các cậu có tính huống đặc thù giống nhau. Kỳ thi cuối kỳ năm 3, chỉ có đường Vũ Cách một mình một đội mà các cậu thì có tận 6 người. Học viện sau khi suy nghĩ bàn bạc quyết định để Đường Vũ cách dẫn đội, cùng các cậu lập thành tiểu đội 7 người tham gia kỳ thi cuối kỳ lần này. Đương nhiên, vì sự gia nhập của cô ấy, độ khó mà các cậu phải gặp cũng sẽ bị tăng lên. Nhưng đây cũng là khảo nghiệm với các cậu, hiểu chưa? Hiên Vũ vẻ mặt trầm ngâm thầm nghĩ. Đường Vũ cách là người đứng đầu năm 3, sau khi cô ta gia nhập thì độ khó cũng sẽ tăng lên rất nhiều nhỉ. Phiền to rồi, học viện có mục đích gì đây? Nguyên Ân Huy liền hét lên phản đối. Thưa thầy, em không đồng ý. Chúng em không cần một đội trưởng không hiểu chúng em đây là quyết định của học viện không phải chuyện em muốn đổi là đổi trên chiến trường lúc nào cũng có khả năng xuất hiện tình huống tổ đội tạm thời lẽ nào các cậu còn có thể mãi mãi không phối hợp với người khác chuyện này quyết định vậy đi được rồi các cậu có thể về chuẩn bị rồi thời gian xuất phát giống với những đội khác nhưng mà nguyên ân huy định nói thì hiên vũ liền ngăn lại sau đó nói với thầy tiêu thưa thầy chúng em hiểu và cũng chấp nhận học tỷ nhờ cả vào chị đường vũ cách dường như không tin là hiên vũ lại chấp nhận cô ấy im lặng một lát rồi nói cậu vẫn là đội trưởng đi, tôi cũng nghe cậu chỉ huy. Thấy biểu hiện của Đường Vũ Cách như vậy thầy Tiêu thẩm mỹ, lại nhường chức đội trưởng sao? Đây có còn là Đường Vũ Cách không thế? Học viện Sử Lai khác bắt Đường Vũ Cách gia nhập đội của Lam Hiên Vũ, vốn muốn xem xem trong tình huống như này bọn họ sẽ điều hòa mối quan hệ để hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Chỉ không ngờ còn chưa bắt đầu thi đã làm xong mọi việc. Hơn nữa còn thỏa hiệp xong với Đường Vũ Cách người có thực lực mạnh nhất rồi. Đường Vũ Cách một khi sử dụng nhất tự đấu khải, lực chiến đấu cá nhân của cô ta tuyệt đối không phải thứ đám Lam Hiên Vũ có thể so sánh. Cô ta lại đồng ý cho Lam Hiên Vũ chỉ huy, đây đúng là điều nằm ngoại dự đoán của học viện. Cảm ơn đã tin tưởng, em sẽ không khiến chị thất vọng. Hoan nghênh học tỷ gia nhập. Tôi sẽ là một đội hữu đúng chuẩn. Hai người cũng bắt tay hợp tác vui vẻ. Rất nhanh đã tới thời gian chỉ định. Thời gian đã tới, xuất phát. Học viên năm nhất ngồi xe hồn đạo cỡ lớn. Trên xe còn bị Đường Vũ Cách dọa cho sợ hãi. Ơ, ờ, là học tỷ trung tâm hàng không vũ trụ sử lai khác học viện sử lai khác sở hữu phi thuyền vũ trụ chuyên dụng qua wow, học viên sử lai khác lại có phi thuyền riêng của mình đúng là giàu có nội dung thi tôi đã nói với các cậu rồi bây giờ tôi sẽ nhấn mạnh vài điểm cần lưu ý lần này là khảo hạch tiến vào thế giới thật không phải thế giới ảo không giống kỳ thi cuối cùng nhập học trước kia phi thuyền mà kỳ thi đó trở toàn là đồ mô phỏng kỳ thi đó quả nhiên là được mô phỏng ra nhưng mà lần này thì khác các cậu sẽ phải đối mặt với cảnh tượng thực tế điều tôi muốn nói với các cậu là tương lai mọi kỳ kiểm tra đều sẽ được tiến hành trong thế giới thật chỉ có trải nghiệm máu và lửa mới có thể khiến các cậu nâng cao bản thân một cách chân chính nếu như các cậu cho rằng kỳ thi của học viện quá nguy hiểm có thể rút lui bất cứ lúc nào phi thuyền vũ trụ rung nhẹ thoát khỏi trái đất bay thẳng vào khâu chung phi thuyền vũ trụ bay lên cao lam hiên vũ không có cảm giác buồn nôn chóng mắt khi ngồi trên phi thuyền vũ trụ như lần tham gia kỳ thi tổng hợp trước kia nữa chỉ là khí tức sinh mệnh nồng đậm giảm bớt dần Hiên Vũ lúc này đang trong trạng thái minh tưởng. Đây là nguyên tố. Trong môi trường chân không này lại xuất hiện nguyên tố sao? Không gian nguyên tố sao? Đây là hố thời không sao? Vì nguyên nhân này nên mới có nhiều không gian nguyên tố tới vậy à? Long thần lân phiến có phản ứng rồi. Xoáy ốc huyết mạch nhất thời tăng tốc lên, trên xoáy ốc huyết mạch còn có một tầng màu bạc nhạt nhạt. Tầng ánh sáng bạc này còn có thể bổ sung huyết mạch chi lực. Mình hiểu rồi. Chỉ cần nguyên tố đủ nồng đậm, huyết mạch chi lực của mình sẽ hình thành sự bổ sung có hiệu quả. Các vị đồng học xin chú ý, phi thuyền vũ trụ sắp tới đích đến của chuyến đi lần này, một tiếng nữa hạ cánh. Mời các đồng học chuẩn bị cho tốt. Lam Hiên Vũ dần dần hiệu được năng lực của bản thân. A, à, xem ra tinh cầu kia chính là đích đến lần này. Từ trên không nhìn xuống có thể thấy, khí xoáy này lớn thế nào, xem ra môi trường trên hành tinh này rất khắc nghiệt. Lúc này phi thuyền rung lắc dữ dội kèm theo tiếng thông báo. Tất cả mọi người chuẩn bị tấn công, xác nhận dây an toàn của các người đã thắt chặt. Vào tới tầng khí quyển của hành tinh này rồi, cảm giác phi thuyền sắp vỡ. Môi trường tồi tệ quá. Phía trước là căn cứ tiền tiêu của liên bang, phi thuyền sắp hạ cánh. Phi thuyền đã đáp xuống đích đến, chuẩn bị dùng. Xin chào thầy Tiêu, hoan nghênh các vị tới tài nguyên tinh số 4, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Mời các vị theo tôi. Đầu tiên, hoan nghênh các vị tới tài nguyên tinh số 4. Các vị sắp phải hoàn thành một nhiệm vụ ở đây, nhiệm vụ là tìm kiếm. Các cậu cần thu được ít nhất 1kg kim loại hiếm ở các khu vực khác nhau mỗi người ít nhất phải kiếm được hai loại kim loại hiếm, thế mới được coi là vượt qua kỳ thi. Nếu có thể mang về nhiều hơn hoặc chủng loại đa đa dạng hơn, thành tích sẽ được tăng lên. Bổ sung một điều, đoàn đội 2 đến 3 người, ít nhất phải lấy được 3 loại kim loại hiếm. Đoàn đội 4 đến 5 người, phải lấy được 4 loại. Còn đoàn đội từ 6 người trở lên, bắt buộc phải lấy được 5 loại. Sau đây, các cậu sẽ đi nhận chế thức chế phục của quân đội để hoàn thành nhiệm vụ. Giữ khí trong mặt nạ có thể duy trì 5 ngày. Bây giờ mời lên nhận vật tư. Kỳ thi sắp bắt đầu bản đồ đã ở trong máy hồn đạo thông tấn của các cậu rồi. Nhớ kỹ, các cậu chỉ có 5 ngày, nếu như bị đội dọn dẹp nhặt về, tất cả sẽ bị đánh trượt. Nghe rõ hết chưa? Hiểu rồi. Tất cả các học viên sau khi trang bị xong mọi thứ cũng bắt đầu xuất phát. Quả nhiên, trọng lực nhân hai hành tinh mẹ, hơn nữa gió bão gào thét nhiệt độ cực thấp. Trong môi trường gấp đôi trọng lực, cứ có cảm giác choáng váng. Không sao tôi và Thiên Thu đều chịu được băng tuyết. Môi trường như vậy chỉ khiến năng lực của chúng tôi mạnh hơn thôi lấy căn cứ làm trung tâm có bốn khu vực khác nhau mỗi một khu vực lại sản xuất ra một loại kim loại hiếm ngoài bốn khu vực này còn có một dãy núi hình vòng cung xem ra muốn kiếm được kim loại hiếm thứ năm thì phải vượt qua dãy núi này mới được có chút lừa người chúng ta có bảy người độ khó chắc chắn sẽ lớn hơn đặc biệt là có sự gia nhập của học tỷ thì càng như vậy học tỷ chị có ý kiến gì không không cậu là đội trưởng nghe cậu hết đấy được chúng ta đi lấy bốn loại kim loại hiếm ở khu vực trung tâm đã sau đó ra bên ngoài trong dãy núi đó chắc chắn có nguy hiểm môi trường bên ngoài dãy núi cũng sẽ càng khắc nghiệt hơn xuất phát thôi tôi ở phía trước mộng cầm thiên thu các cậu ở hai bên học tỷ phiền trị ở sau những người khác đi vào giữa đi đúng lúc này lam hiên vũ phát hiện ra tốt ba người đi phía sau lưng mình băng thiên lương băng huynh các cậu đang làm gì không làm gì thiếu người cản gió không chúng tôi chỉ cần hoàn thành đủ yêu cầu của nhiệm vụ này những thứ khác của các cậu hết được không cùng đi đi được nhưng chúng tôi lấy 85%, các cậu lấy 15%. Nhưng sau đó chúng tôi phải tới khu vực bên ngoài dãy núi vòng cung, các cậu cũng phải cùng hành động với chúng tôi, không được lui về trước, được không? Được, Băng huynh, anh ở đây, chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Vũ Thiên, cậu theo tôi đi mở đường phía trước, Lâm Đông Huy, cậu và Băng huynh ở giữa. Lúc này thầy Tiêu ở căn cứ quan sát đoàn đội của Hiên Vũ, một sĩ quan lên hỏi. "Thầy Tiêu, năm loại kim loại hiếm, độ khó này có phải quá cao rồi không? Sợ rằng thời gian không cho phép." "Trải nghiệm khó khăn mới có thể kích thích tiềm năng. Hy vọng anh nói đúng." nhưng thật sự có nguy hiểm đó. Huyết mạch của Lam Hiên Vũ sau khi xảy ra biến hóa vì sự xuất hiện của Long Thần Lân Phiến, mọi nguyên tố sau khi tới gần cậu ấy đều sẽ trở nên dịu dàng ôn hòa hơn. Lam Hiên Vũ cảm giác như là con của gió, được nguyên tố phong bảo vệ và trợ giúp chỉ riêng điểm này, nơi này đã trở thành sân khấu của cậu ấy rồi. Học tỷ có thể cảm nhận được sự tồn tại của kim loại hiếm không? Trong phạm vi nhất định có thể cảm nhận được, nhưng tôi cần thêm thời gian. Khoan đã, mọi người cẩn thận. Đột nhiên một lốc xoáy mạnh ập tới khiến một số người bị hất tung lên. Mọi người, nắm chặt lam ngân thảo của tôi đừng hoảng loạn ngưng tụ hồn lực bảo vệ cơ thể mình mọi người kéo lam ngân thảo kim vân của tôi dốc sức dựa vào nhau đừng tiết kiệm hồn lực bảo vệ chế phục của chúng ta không có chế phục nhiệm vụ của chúng ta sẽ không hoàn thành được đâu đáng ghét chóng mặt quá gió bão này bao lâu nữa mới chịu dừng hả tiền lỗi bị cơn gió xoay vòng khiến cu cậu không chịu nổi mà nôn ra hết bên trong chế phục tên tiền lỗi này cảm giác buồn nôn càng ngày càng nặng không được tuyệt đối không được nôn nôn hết ra mặt nạ của mình rồi còn ở ngay trước mặt cô gái mình thích nữa mất mặt quá đi lúc này đột nhiên mộng cầm nắm lấy tay tiền lỗi khiến cậu bé vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ đúng là ghê quá đi mọi người chú ý chúng ta sắp bị văng ra ngoài bây giờ chúng ta đã bay cao mấy trăm mét hơn nữa hành tinh này gấp đối trọng lực tôi sẽ mở hộ rực nguyên tố phong mọi người chú ý bảo vệ bộ phòng hộ của mình một lát sau cơn lốc xoáy cũng tan đi mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm tốt quá rồi chúng ta vẫn còn sống đừng nói nữa, mau rửa sạch đi. Mùi ghê quá, cách xa tôi ra, hi hi, vừa nay gió lốc mà chúng ta vượt qua chắc chưa phải loại gió lốc lớn. Nếu như là loại lớn, chúng ta có khả năng bị xé rách, môi trường quá khắc nghiệt, làm thế nào đây? Hiên vũ, tớ và mộng cầm liên thủ chắc có thể nhanh chóng ngưng băng bảo vệ mọi người. Ồ làm thế nào? Nguyên tố băng ở đây quá nhiều, khiến chúng tôi có thể tăng cường mức độ. Chúng tôi thử cho cậu xem. Mộng cầm và đồng thiên thu kết hợp nháy mắt một cái ngưng tụ màn băng chính là như vậy chỉ cần cảm thấy không ổn chúng tôi lập tức có thể phóng thích màn băng bảo vệ mọi người rất tốt vậy thì vấn đề lớn nhất hiện nay chính là làm thế nào để thuận lợi đào kim loại hiếm tôi nghĩ vấn đề này có thể giải quyết được tôi vừa mới cảm ứng trong hành tinh này có chứa rất nhiều nguyên tố kim loại bề mặt đất chính là khoáng thạch cũng có nghĩa là ngay dưới chân chúng ta chính là khoảng thạch kim loại hiếm nhưng thầy nói là kim loại hiếm chứ không phải khoáng thạch có nghĩa là chúng ta cần phải nghĩ cách tinh luyện những khoảng thạch này Mọi người im lặng một lát rồi mỗi người có một ý kiến. Tôi có thể làm nóng chảy khoáng thạch để tinh luyện kim loại, giảm nhẹ trọng lượng của mọi người. Đoàn luyện là chức nghiệp phụ tôi chọn, tốc độ tinh luyện sẽ nhanh hơn chút. Để tôi đào cho. Thế, thế tôi phụ trách vận chuyển nhé. Tốt, thế chúng ta thử ngay thôi, làm ngay ở đây. Khoáng thạch sau khi bị đào ra, Lâm Đông Huy phụ trách dung luyện. Lam Hiên Vũ tinh luyện khoáng thạch, Đường Vũ cách ngưng tụ nguyên tố kim. Bất luận là dung luyện hay là quá trình rèn, đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cuối cùng Đường Vũ cách biến kim loại thành một mảnh lập phương. Nguyên Ân Huy huy cất vào vòng tay chữ vật. Loại này được rồi nhỉ? Mọi người nghỉ ngơi trước đã, sau đó chúng ta tới nơi tiếp theo. A, à, nhanh như vậy đã lấy được nhiều kim loại hiếm như này. Quả nhiên theo lớp trưởng có thịt ăn. Sau khi hồn lực của mọi người hồi phục tương đối, bắt đầu tới khu vực thứ hai. Dưới sự bảo vệ của màn băng, bọn họ từ từ đi về phía trước, nhưng cuối cùng cũng không bị cuốn vào lốc xoáy nữa. Sau 36 tiếng kể từ lúc tới hành tinh tài nguyên, bọn họ đã thu thập được 5 loại kim loại hiếm và tổng số bốn loại kim loại hiếm này, vừa đủ nhét đầy vào không gian còn thừa của vòng chữ vật. Đội trưởng, bây giờ chúng ta đi thẳng ra bên ngoài dãy núi vòng cung sao? Không, chúng ta về căn cứ. Về căn cứ? Thầy Tiêu không nói dọc đường không thể quay về đúng không? Chúng ta về giao kim loại hiếm đã, sau đó nghỉ ngơi chút. Băng huynh, chúng ta có thể giao nhiệm vụ luôn rồi, về sau không cần các cậu hành động với chúng tôi nữa. Nói gì thế, đã bảo cùng đi mà bây giờ tôi phát hiện ra rồi, chỉ cần theo cậu sẽ không ngừng có niềm vui bất ngờ. Ừ ừ đồng ý. Cho dù làm lốp thay thế cho đoàn đội các cậu, chúng tôi cũng đồng ý. A à, chuyện này, quyết tâm lớn vậy sao? Ngốc cũng biết theo Lam Hiên Vũ sẽ có lợi. Người bên cạnh cậu ấy đừng nói chuyện đơn giản như kiếm huy chương, ngay cả võ hồn cũng có thể hai lần thức tỉnh. Chỉ mới hơn 30 tiếng đã đào được bốn loại kim loại hiếm sao? Bây giờ chuẩn bị về căn cứ nghỉ ngơi. Học viên của các anh lợi hại vậy sao? Sắp đuổi kịp tốc độ khai thác của căn cứ rồi. Đám tiểu tử thối này, sớm biết vậy nên quy định nghiêm khắc hơn chút. Hành tinh tài nguyên số 4, căn cứ Liên Bang. Lúc này nhóm Hiên Vũ đang nghỉ ngơi ăn một bữa thịnh soạn, a thỏa mãn, không ngờ đồ ăn của bọn họ ngon phết. Lúc này thầy Tiêu đi tới. "Chào thầy Tiêu." Các cậu là hai đoàn đội nhưng lại cùng hành động, các cậu không phải 7 người mà là 10 người. "Các cậu có biết hành vi của các cậu tương đương với việc gian lận không? Các cậu cần kiếm được 6 loại kim loại hiếm mới có thể vượt qua kỳ kiểm tra. Nếu không, thành tích không đủ, kim loại hiếm sẽ bị thu lại hết." "Bất công, thầy ơi, như vậy bất công quá." Hừ, nhãi con, không tin không trị được các cậu. Thưa thầy, khoan đã. Còn có việc gì? Thưa thầy, thế phiền thầy tìm cho em một cái kho. Bọn em cần cất đống kim loại hiếm bọn em thu hoạch được này đã. Nhìn đống chiến lợi phẩm của đội Hiên Vũ thầy tiêu cũng phải toát mồ hôi thầm nghĩ. Thu hoạch, năm đó lúc ta đi học sao không có bản lĩnh này nhỉ? Đã 8 tiếng trôi qua, mọi người nghỉ ngơi xong, xác định xong mục tiêu, đoàn người lại rời khỏi căn cứ. Có văn có võ, tên phụ trách chỉ huy này rất giỏi. Sau này nếu suy nghĩ tới tham gia quân đội, có thể tới chỗ chúng tôi. Chuyện này anh đừng nghĩ nữa, tiểu tử này có rất nhiều người quan tâm đó, tôi chắc cậu ta sẽ bị giữ lại trường. Giữ lại trường? Học viên nội viện chưa chắc có thể giữ lại nhỉ. Tiểu tử này bây giờ tu vi vẫn chưa cao, đã có biểu hiện như này, thân là chủ nhiệm lớp của cậu ta, tôi có chút mong chờ ngày đó. Trước mặt tôi thể hiện vậy có ý nghĩa sao? Lớp trưởng, năm đó cậu hoàn thành xong giáp lưu lúc nào vậy? Năm 3 học kỳ 2 hay năm 4? Im mồm, nếu không tôi giết cậu. Đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước, đi về nơi xa, bọn họ đã nhìn thấy dãy núi hình vòng cung nối liền nhau. Chúng ta nghỉ ngơi dưới chân núi nửa tiếng. Huy Huy, lấy nước Hồ Hải Thần trong nhẫn chữ vật ra đi. Mọi người bổ sung thể lực. Mang theo nước Hồ Hải Thần bên người sao? Các ngươi xa hoa quá đấy. Hừ hừ, thế mà cũng gọi là xa hoa sao? Thứ xa hoa hơn còn ở phía sau cơ. Huy Huy, đưa linh cang hộ thuẫn cho tôi. Cậu còn mang theo cả hồn đạo khí sao? Ừ, vì sự an toàn của mọi người, học viện cũng không nói không cho sử dụng hồn đạo khí. Không nói không cho phép thì là cho phép, đúng không Vũ Cách? Hiên Vũ ca ca, có cần chuẩn bị cho anh thêm vài thứ nữa không? Băng Thiên Lương thấy độ chịu chơi của nhóm Hiên Vũ mà toát mồ hôi thầm nghĩ. Linh Cang hộ thuẫn ai đó là thứ cho cơ giáp dùng còn sử dụng một lần. Ngay cả ta cũng tiếc không mua, quá nhiều tiền. Nghỉ ngơi nửa tiếng, nhân lúc không có gió lốc, đoàn người rất nhanh đã leo lên đỉnh ngọn núi đầu tiên. Cẩn thận, nguyên tố đất xung quanh có dao động kịch liệt dưới đất những nguyên tố đất tạo ra những gai nhọn đâm lên tấn công. Thiên thu cẩn thận. Bên trong ngọn núi có ba động nguyên tố thổ kịch liệt, dường như là nhằm về chúng ta. Các vị cẩn thận né tránh. Mọi người bảo trì đội hình, nắm lấy Lam Ngân Thảo, đừng để bị tách ra. Mọi người dưới sự chỉ huy của Lam Hiên Vũ, tỉnh táo ứng phó với công kích của những mũi đất đá này, đồng thời từng bước từng bước tới gần đỉnh núi. Phong tử, cậu lên đỉnh núi điều tra trước, xem thử những mũi đất nhọn này là cái gì, đã rõ? Lưu Phong lợi dụng tốc độ né tránh qua từng đợt tấn công đến lên đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi Lưu Phong phát hiện ra một đám thạch cự nhân. Đội trưởng, trên đỉnh núi phát hiện một đám thạch cự nhân. Gai nhọn đất hẳn là trò quỷ của bọn chúng. Tôi đi trước thu hút bọn chúng để yểm hộ cho các cậu đi lên. Dường như trí lực của bọn chúng vô cùng thấp, chỉ làm theo bản năng. Hừ, một đám chân tay vụng về. Học tỷ, đây là chuyện gì thế? Cái này hình như là thổ linh. Mà cậu lúc trước gọi vũ cách không phải rất thuận miệng sao? Sau cứ gọi thẳng tên tôi đi. A. À, việc này thổ thổ linh là cái gì đó là thổ nguyên tố chi linh lúc năng lượng nồng đạt đến cực hạn sẽ có thể sinh ra linh trí bình thường mà nói nguyên tố chi linh lại này đều chỉ có ý thức cơ sở nhất chúng ta là kẻ ngoại lai xâm nhập lãnh địa của nó tự nhiên sẽ bị công kích tôi thử xem có thể kết nối với bọn chúng không đường vũ cách liền tới gần phía những thổ nguyên tố chi linh bắt đầu kết nối kỳ lạ dường như thạch cự nhân không hề xua đuổi đường vũ cách là bởi vì võ hồn sao thạch cự nhân dừng rồi học tỷ lợi hại thật thế mà có thể giao lưu được với người đá Hiên Vũ, tình hình dường như không tốt lắm. Song Hạch tinh cầu này có địch ý rất lớn với chúng ta, Thổ Linh còn đỡ, bọn chúng bản tính nặng nề, không nóng lòng công kích, nhưng Kim Nguyên tố vốn sắc bén, tất nhiên sẽ công kích chúng ta. Song Hạch tinh cầu ư? Đúng, hạch tâm của tinh cầu này là từ Thổ Nguyên tố và Kim Nguyên tố cấu thành. Có lẽ vì liên bang khai thác tinh cầu này khiến Nguyên tố Chi Linh có địch ý. Từ một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể tính là kẻ xâm lược. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Việc khai thác hành tinh này rõ ràng liên quan lớn tới học viện rõ ràng học viện đồng ý với việc khai thác của liên bang vậy chắc chắn sẽ không muốn khai thác hành tinh tới mức độ hủy diệt có một số người đầu óc đúng là có vấn đề đừng nóng trở về tôi sẽ thu thập cậu cô ừ ha ha mọi người bớt giận sau khi trở về hỏi thầy giáo thử đi chúng ta tiếp tục khai thác đi vũ cách tiếp theo nhờ chị dùng thổ nguyên tổ để bảo vệ chúng ta ngược lại tôi có cách có thể cho chúng ta càng nhiều lợi ích hả à, nếu cho tôi chút thời gian có lẽ tôi có thể đột phá tới cấp 60 khi đó tôi sẽ thu hoạch được một hồn kỹ đặc thù trợ giúp lớn cho việc khai thác của chúng ta. Có thể nói không? Chuyển sang kênh mã hóa. Ý của chị là, cần bao lâu chị mới có thể đột phá? Chắc không quá 10 tiếng. Được, nếu đã như thế, bây giờ bắt đầu đi. Cô ấy muốn đột phá cấp 60. Tôi mới đột phá 56 cấp, tu luyện thật chậm. Đừng nói với tôi, tôi mới có cấp 30. Mọi người giữ bình tĩnh, cẩn thận xem vũ cách đột phá đi với chúng ta, đây là cơ hội vô cùng trân quý để quan sát đó. 5 tiếng sau, đường vũ cách cũng đã thành công đột phá đột phá rồi, sau cái hồn hoàn. Hồn đế rồi, học tỷ giới mới có 15 tuổi. Vũ cách, thấy thế nào? Có cần nghỉ ngơi củng cố cảnh giới một chút không? Xuất phát thôi, lúc về củng cố cũng. Thu bằng phòng về, chúng ta tiếp tục lên đường, xuất phát. Đúng lúc này một vụ va chạm vào băng phòng. Xảy ra chuyện gì? Thổ linh lại bắt đầu công kích rồi sao? Là kim hệ phong bạo. Mau, cường hóa băng phòng phòng ngự. Cường độ cái này so với gió lốc lúc trướng hoàn toàn khác biệt. Không còn kịp rồi, băng phòng đã bắt đầu vỡ vụn băng phòng sắp vỡ rồi huy huy linh cang hộ thuẫn được nguyên ân huy liền lấy ra linh cang hộ thuẫn tạo thành một lớp kết giới bảo vệ trời ơi gió lốc xem lẫn mảnh vụn kim loại đây đúng là địa ngục mà lần này phải làm sao đây vũ cách phong bạo này sẽ duy trì bao lâu không xác định được hơn nữa còn lẫn công kích của kim linh hiên vũ suy nghĩ một lát rồi hét lớn bắt đầu đi chúng ta khai thác ngay ở đây được mọi người cố chịu đường vũ cách thi triển ra địa lục hồn kỹ ngũ hành đột pháp đánh thẳng xuống đất linh cang hộ thuẫn không chống đỡ nổi nữa rồi đổi cái khác được mọi người nghe tôi nói vũ cách sẽ đào một cái hố trên đất để mọi người ẩn thân chờ chút nữa con gái xuống trước sau đó tới ai có lực phòng ngự yếu hơn xuống xuống trước giữ chặt lam ngân thảo của tôi đề phòng người phía trên bị thổi đi con gái thì làm sao đừng coi thường con gái chúng tôi đây là mệnh lệnh chấp hành mệnh lệnh biết rồi tất cả mọi người cởi chế phục ra bỏ vào trong động chế phục với mũ giáp không thể để bị hỏng hộ thuẫn thứ hai cũng không chịu nổi rồi dùng cái cuối cùng đám người cấp tốc để chế phục và mũ giáp vào cái động đường vũ cách vừa mới đào xong lam mộng cầm và đồng thiên thu lục tục tiến vào trong động dưới sự bảo vệ của linh cang hộ thuẫn cuối cùng lâm đông huy lâm phong cũng chui xuống động vẫn còn chỗ cho một người vũ thiên cậu xuống đi tôi ra thô thịt dày để huy huy đi xuống trước đi hiên vũ cậu xuống trước sau đó dùng lam ngân thảo kéo chúng ta xuống Phục tùng mệnh lệnh, không chống đỡ. Đúng lúc này thì hộ thuẫn cũng đã bị phá nát, Vũ Thiên toàn lực đánh vào cuồng phong, nhưng cũng chỉ tranh thủ được trong nháy mắt. Sau đó liền bị Lam Hiên Vũ đá xuống địa động, dùng hồn lực toàn lực bảo vệ mình, tuyệt đối không để bị thổi bay. Tất cả mọi người đều bị phong bạo cuốn lấy. Lúc này Hiên Vũ đã thi triển ra Long Lân ôm lấy người Nguyên Ân Huy để bảo vệ. Hiên Vũ ca ca, cơn bão này cũng quá kinh khủng rồi. Ngay cả Long Lân của Hiên Vũ ca ca cũng không phòng ngự nổi. Huy Huy xuống đi béo, cậu xuống. Lão đại, thôi, tớ chiếm nhiều chỗ lắm. Băng huynh xuống đi. Cậu xuống trước, tôi còn chống đỡ được một lúc. Đừng nói nhảm, tớ còn át chủ bài. Các cậu xuống trước. Phía dưới hố đồng thiên thu bắt đầu lo lắng. Lam Ngân Thảo đứt mất một cây rồi, sắp không chịu được. Lúc này Nguyên Ân Huy tâm trạng rồi bời hét lớn. Chị, nhanh lên đi. Đây có lẽ là câu gọi chị lần đầu tiên trong đời của Nguyên Ân Huy khiến đường vũ cách sừng sốt. Cô ấy bắt đầu điên cuồng đào hố lam hiên vũ cưỡng ép bằng thiên lương và địa động phong bạo lại trở nên càng thêm cuồng bạo chỉ có thể dùng long thần biến hiên vũ cuối cùng cũng mang át chủ bài ra chống đỡ thiên thánh liệt uyên kích béo xuống đi lão đại cậu thì sao long thần biến lập tức sẽ kết thúc cậu sẽ không xuống kịp lão đại tốt quá rồi mọi người đều xuống rồi xem ra thời gian biến thân sắp hết quả nhiên là không kịp sao lúc này hiên vũ cũng gần như tuyệt vọng nhưng một tiếng hét lớn đồng sinh cộng tử những người đồng đội của hiên vũ cùng nhau xuất hiện nắm lấy bàn tay cậu ấy mọi người tung hết sức mạnh của bản thân đánh về phía phong bạo mọi người cùng hợp sức tấn công xé toạc phong bạo một lỗ hổng lớn bọn họ vì sao lại cứu mình mộng cầm và thiên thu cùng kết hợp thi triển ra một lốc xoáy băng tuyết lốc xoáy dữ dội bảo vệ mọi người ở bên trong giúp đường vũ cách tranh thủ thời gian quý giá cuối cùng cuối cùng trong động cũng có đủ không gian mọi người lần lượt vào động lánh nạn mau xuống đi gió lốc sắp tản đi rồi sau khi tất cả mọi người xuống mới cảm thấy nhẹ nhõm làm mình sợ chết khiếp tốt quá rồi rất thú vị không phải sao ha ha mọi người cùng nhau cười trong vui vẻ ha 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 không giống nơi này và nhóm trước kia của mình quá khác nhau đồng sinh cộng tử mới là đồng đội vào giờ phút đó bọn họ dường như trở thành gia đình của nhau huy huy chia linh quả cho mọi người để bồi bổ chút đi chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này chút đã tôi có thể sử dụng thổ độn tìm kiếm ở quanh đây đợi tới lúc tìm được khoảng sản tôi sẽ đào hầm cho mọi người đi qua mọi người vừa nghỉ ngơi vừa đợi đường vũ cách tôi mở kênh chat riêng tư có đau không không sao khả năng hồi phục của tôi tốt yên tâm đi lúc nãy ai đã đề nghị tới cứu tôi vậy tôi còn nghe thấy câu đồng sinh cộng tử nữa thực sự rất muốn cảm ơn người đó vậy cậu định cảm ơn thế nào không biết nữa một chút chiến lợi phẩm lúc này đồng thiên thu mới lên tiếng ai mà thèm chiến lợi phẩm của cậu là cậu ừ lúc đó chỉ muốn cứu người thôi vậy thì không cảm ơn nữa vì sao cậu cứu mạng mình thì tính mạng mình sẽ là của cậu cũng tức là từ nay về sau mình là người của cậu vậy thì cảm ơn làm gì mình ấy sau này sẽ dựa vào cậu hối hận cũng không kịp nữa đâu hai người liền nắm tay nhau lại thêm một pha bán cơm cho nữa mà đừng tránh bạn học với nhau đồng sinh cộng tử cũng có thể nắm tay mà sao mà tư tưởng của cậu phức tạp vậy lúc nãy cậu có sợ không sợ tôi cũng không muốn chết chẳng qua không ngờ là mọi người sẽ cứu tôi. Thật đấy, lúc đó tôi cực kỳ cảm động. Bây giờ chúng ta rất giống một đội, gặp được các cậu cảm giác thật may mắn. Mọi người đều giống nhau. Sau khi đường vũ cách trở về, mang tin tức mỏ kim loại hiếm ở gần đó. Tổng cộng có hai loại kim loại hiếm. Lần lượt là bí ngân và cạnh kim, phẩm chất cực cao. Mọi người lập tức bắt đầu khai thác. Hiên vũ ca ca, chữ vật hồn đạo khí hết chỗ rồi. Đã đầy hết cả, làm sao đây, phải trở về à? vẫn còn rất nhiều khoảng sản cứ về thế này cảm giác rất đáng tiếc vẫn còn chỗ cất này cất vào trong không gian của cơ giáp đường vũ cách bỏ cơ giáp ra khỏi chữ vật của mình từ đó có thể mang nhiều khoáng vật hơn có kinh nghiệm lần trước trong thời gian quy định của khảo hạch một đoàn người trải qua nguy hiểm trở về căn cứ mau nhìn kìa lớp trưởng quay về rồi không biết nhóm cậu ấy thu hoạch ra sao đinh chắc hàm tên này có vẻ khâu phục hiên vũ cho lắm hắn thẩm mỹ lần này nhất định phải có thành tích đứng đầu chứng minh tôi không hề kém cậu được rồi Tất cả mọi người đã đến đủ. Ngoại trừ đoàn đội của Lam Hiên Vũ và Băng Thiên Lương, những tiểu đội khác bắt đầu kiểm kê thành tích. Oa, wow, là tổ của Đinh Trác Phàm, lượng này cũng quá nhiều rồi. Hơn 500 kg. Trời ơi, thế này ít nhất cũng gấp đôi tiểu đội khác rồi. Đinh Trác Hàm nhìn về phía Hiên Vũ vẻ mặt khiêu khích, "Thế nào, biết sự lợi hại của tôi chưa?" Hiên Vũ liền cho hắn một like. Hoàn thành đo đạc số lượng, chúc mừng các em thuận lợi hoàn thành bài kiểm. Cha, sau 2 giờ chỉnh đến chúng ta trở về học viện lúc này đinh trác hàm không phục liền giơ tay lên hỏi đợi đã thấy tiêu vì sao đoàn đội của lam hiên vũ không tiến hành báo cáo thành tích nhiệm vụ khảo hạch bọn họ nhận khác với các em vì thế tiến hành đánh giá cùng nhau không công bằng bởi vậy thành tích của bọn họ sẽ được kiểm kê riêng thưa thầy vì sao lại không giống đây mới là không công bằng với chúng em đúng thế em cũng thấy sử lai like khác luôn công bằng có đãi ngộ khác biệt vì khảo hạch của bọn họ khác với các em mọi người nên tự hiểu rõ bọn họ có thể thì bọn em cũng có thể chỉ sợ học viện không cho bọn em cơ hội giống vậy. Rồi, nếu đã như thế, những nguy hiểm các em trải qua, bọn họ cũng trải qua rồi, để các em cùng xem. Tình trạng bọn họ gặp lúc bọn họ thu hoạch hai kim loại khác. Hừ, hừ, mình muốn xem xem, rốt cục thì có gì không giống chứ. Cảnh màn hình chiếu lại toàn bộ những nguy hiểm của Lam Hiên Vũ, khiến các học viên khác cũng phải khiếp sợ. Kim thuộc phong bạo. Đây không phải là phòng hộ thuẫn cơ giáp dùng sao. Đây là sức người có thể chống lại sao. Trời ơi, mọi người càng xem càng thấy căng thẳng vậy mà có thể làm được trình độ loại này nếu là mình có thể làm tới mức như vậy không làm sao bây giờ hiên vũ còn chưa mau nhìn kia ống kính đang quay vào trong động không không thể thế này chúng ta không thể vứt bỏ cậu ấy cầu xin mọi người chúng ta mau cùng nhau cứu cậu ấy chúng ta là một đội chúng ta phải một tiếng đồng thanh hét lớn đồng sinh cộng tử thật sự với mọi người ép làm đến đoạn này đã rơi nước mắt đó không biết anh em có cảm thấy vậy không nhỉ đinh trác hàm lúc này vẻ mặt đã vô cùng xúc động đến rớt nước mắt còn hiên vũ một cảm giác vô cùng lạ khi thấy nước mắt đồng thiên thu rơi xuống lúc này đoạn hình ghi lại toàn bộ đã kết thúc ngoài đinh trác hàm ra còn rất nhiều học viên khác cũng cảm xúc cũng bắt đầu dâng trào đinh trác hàm tiền tới phía hiên vũ nói hiên vũ lúc trước nhất quyết không phục cậu nhưng bây giờ cậu dạy cho mình biết làm đội trưởng phải như thế nào cậu hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu năm nhất tôi phục rồi về sau để cậu làm lớp trưởng hiên vũ cũng giơ tay lên hai người liền bắt lấy tay nhau chúng ta cùng nhau cố gắng lớp chúng ta sẽ là lớp đỉnh nhất năm nhất tôi đề nghị từ giờ để lam hiên vũ làm lớp trưởng lớp chúng ta cậu ấy sẽ luôn là lớp trưởng của chúng ta đồng ý hay lắm mãi mãi là lớp trưởng năm nhất là đỉnh nhất chúng ta là đỉnh nhất năm thứ nhất cố lên đường vũ cách và thầy lúc này có một cảm giác lạ không giống thật không giống thầy tiêu lúc ấy rõ ràng cậu có thể kiểm kê thu hoạch của lam hiên vũ tại sao lại lựa chọn chiếu hình ảnh lên bởi vì tôi không hy vọng các học sinh khác bị đả kích quá lớn. Vậy sao cậu còn cường điệu bảo rằng Lam Hiên Vũ không cần báo cáo thành tích? Có phải cậu cố ý không? Cậu đoán xem. Sau khi trở về học viện Sử Lai like khác, thành viên tiêu đội đến đến ký túc xá phân phối thu hoạch. Ba người băng thiên lương mỗi người được phân 5%, những người khác mỗi người 8,5%. Đúng rồi tôi đề nghị, đấu khải của mọi người đều sẽ sử dụng bí ngân để làm. Cái gì? Một bộ cũng phải cần 25kg. Thiên đoán nhất phẩm bí ngân đó. 10 người cần ít nhất phải 10 huy chương tím để đổi. Chúng ta có 2 tấn khoảng thạch bán bí ngân, tôi có thể luyện chế ra 300 kg bí ngân. Cái gì? Về sau cậu chính là lão đại của chúng tôi. Có nhận đại ca thì cũng là tôi trước các cậu đều tránh ra cho tôi. Ba người các cậu có dạng này sao? Vậy thế đi, lão đại. Ba chúng tớ đi trước. Hiên Vũ, xác suất thành công thiên đoàn của cậu là bao nhiêu? Đại khái khoảng 80%. Cái gì? Cao thế. Chúng ta có hơn 4 tấn kim loại hiếm. Chúng ta, giàu rồi. Về sau, tôi nuôi các cậu. Được, học kỳ một của Lam Hiên Vũ tại Học viện Sử Lai Khắc chính thức kết thúc. Học viện cho nghỉ rồi. Trung tâm du hành vũ trụ thành Sử Lai Khắc. Bố mẹ của Hiên Vũ đến thăm cậu ấy. Bố, mẹ, con ở đây, con trai, chào cô chú. Thiên Thu ngày càng xinh đẹp rồi. Nam Trừng tiến tới cho Hiên Vũ một nụ hôn nồng cháy, nhớ con chết đi được ấy. Thiên Thu, nhóc Hiên Vũ có bắt nạt con không? Có, cậu ấy thường xuyên bắt nạt con để cô thay con đánh nó. Mẹ, sao mẹ lại đi giúp người ngoài chứ? Là mẹ đang giúp con hiểu không? Cô gái tốt như thiên thu kiếm ở đâu được cơ chứ? Hiên vũ lúc này cũng phát hiện ra hai người đi tới, khi chất của hai người này như là minh tinh khiến mọi người phải trầm trồ. Nhìn dáng người đã nhận ra đó là cô Nana. Hiên vũ cùng đồng thiên thu vui mừng bước tới. Cô Nana, con nhớ cô làm ý. Cô Nana, vị tiểu tỷ tỷ này là. Đây là bạn của cô, đưa cô tới đây chào các em chị là an bội cửu là bạn của nana rất vui được gặp các em bên này có xe của mẫu tinh chúng ta xe tới rồi hay là chúng ta ngồi chung xe đi an bội cửu đương nhiên không phải bạn của nana cô ấy là người liên bang sắp xếp đi cùng nana thực tế mang trên mình công việc giám thị chúng ta tới rồi từ lúc đến đây liền cảm giác rất quen thuộc nhưng cái gì cũng không nhớ sử lai like khắc năm đó chỉ kém một chút là có thể thi đỗ rồi mọi người ở nhà khách sử lai like khắc sắp xếp đây là ký túc xã của con qua, wow, rộng vậy sao? Chỉ mình con ở à? Hiên Vũ, đưa cô đi phòng minh tưởng của con đi. Con đột phá tam hoàn rồi, cô giúp con xem trạng thái bây giờ của con thế nào. Vâng, cô ơi, con thì sao? Đêm nay qua chỗ cô ở, cô xem cho. Vâng ạ, à, tôi có thể xem không? Tôi sẽ giữ yên lặng, sẽ không ảnh hưởng tới mọi người. Không thể, cô đợi ngoài cửa đi. Ở trong phòng minh tưởng của Lam Hiên Vũ. Con bắt đầu minh tưởng đi. Vâng, Hiên Vũ bắt đầu minh tưởng một luồng ánh sáng bao quanh cậu ấy khiến Nana ngạc nhiên nana liền ngồi xuống bắt đầu kiểm tra bên trong lam hiên vũ ánh sáng từ lân phiến ở trong lồng ngực hiên vũ lóe lên khó trách huyết mạch chi lực và hồn lực của cậu ta dung hợp triệt để là do thứ này ảnh hưởng sao nana chạm vào lân phiến một ánh sáng lóe lên đưa ý thức cô ấy vào trong bộ phần long tộc nơi này là cô nana cô sao thế vật ở trên ngực con là có được từ đâu đây là có được từ phòng đấu giá sử lai khác cũng nhờ có nó huyết mạch của con hình như tiến hóa rồi lúc ấy con con đang trong giấc mộng cô Nana thật sự có long thần sao? Long thần, ta không rõ, nhưng ta cảm giác là có long thần. Cô Nana, cô từng gặp tình huống nào giống con chưa? Cô không nhớ nổi, nhưng cô chắc chắn đã gặp rồi. Con có được vật này, hẳn là được long tộc chúc phúc. Lúc hai loại huyết mạch của con cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một loại. Huyết mạch của con hẳn là huyết mạch long thần chân chính. Huyết mạch long thần. Cô Nana, vì sao lúc con đột phá cấp 13 lại khó thế? Thậm chí còn phải mượn sức mạnh của thiên thánh liệt uyên kích thiên thánh liệt uyên kích đó là cái này hiên vũ liền lấy thiên thánh liệt uyên kích ra cho nana nana cầm thiên thánh liệt uyên kích lên một cảm giác vô cùng quen thuộc cô nana cô sao thế ta nhớ ra rồi thiên thánh liệt uyên vô thị phòng ngự chân thực tổn thương không gì không phá câu này có ý gì nó không phải thần khí bình thường rất mạnh nhưng giờ nó đối với con hại nhiều hơn lợi con ra khỏi học viện sẽ có rất nhiều người muốn cướp đoạt nó cho nên khi con chưa đủ mạnh thì cố gắng đừng dùng vâng đợi khi con chân chính có thể dùng sẽ lại dùng tốt mấy ngày này cô sẽ giúp con rèn rũa năng lực nói tình hình của con đi một tiếng sau đây chính là toàn bộ những gì chúng con trải qua con làm rất tốt nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối con đều không nắm giữ được năng lực cô dạy con làm sao kết hợp được chúng lại con cần phải tăng lên căn cơ và thực lực chân chính con hiểu rồi cảm ơn cô nana được rồi chúng ta đi ra đi có lẽ cha mẹ con đang chờ đó thời gian một ngày rất nhanh trôi qua Ban đêm Lam Hiên Vũ cùng bố mẹ vui vẻ tới lúc ngủ. Trong năm ngày tiếp, mỗi ngày Nana đều đến dạy bảo Lam Hiên Vũ. Hai người đều bởi vì được ở cùng nhau đặc biệt vui vẻ. Cô Nana, nếu cô có thể dạy con luôn thì tốt biết bao. Nếu cô có thể đến làm cô giáo ở học viện Sử Lai khác thì tốt biết bao. Mấy ngày nay con học được thật nhiều thứ, thật không nỡ rời xa cô. Cô cũng muốn ở lại cùng các con, không biết Sử Lai khác còn tuyển giáo viên không. Lúc này An Bội cửu lên tiếng cắt ngang, không được cô thuộc về hệ thống liên bang sử lai khác là hệ thống đơn độc học viện khác thì tùy ý cô sử lai khác thì không được nghe vậy ánh mắt nana trở nên sắc lạnh nói tôi bán thân cho các người sao câu nói khiến an bội cửu toát mồ hôi vội xua tay nói tôi tôi không có ý đó nhưng tình huống của cô đặc biệt khác biệt cô cũng biết cô nana cô đừng không vui lúc ở cùng với con cô đều thấy rất vui vậy ban đêm chúng ta cùng đi xem đấu giá hội được không được cô đi cùng con a à, cái đó Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Một lúc sau. Nana, cô ra đây, chúng ta nói chuyện riêng. Cô biết đó, chúng tôi rất tôn trọng lựa chọn của cô nhưng cô được liên bang phục sinh, chúng tôi không thể giao cô cho sử lai like khác. Chúng ta thương lượng một cách xử lý điều hòa, hồn đạo sư học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng là học viện rất lợi hại. Đến lúc cô tới đó dạy, 2 giờ là có thể bay đến sử lai like khác. Cô có thể tùy ý tới thăm hai đứa trẻ kia. Thậm chí, cô để bọn nó tới đây lên lớp cũng được. Can đoan bọn nó vừa tốt nghiệp sẽ được đưa đến chiến thần điện bồi dưỡng. Cô xem thế nào? Tôi xem nên thôi đi, tôi sẽ không xen vào lựa chọn của bọn trẻ. Hơn nữa tôi không phải thành viên của các người. Cô đi sắp xếp đi, tôi liền tới trường học kia. Nhưng tôi sẽ không dạy. An Bội Cửu nghe xong toát mồ hôi chỉ có thể thở dài. Hừ, từ lúc nào tôi phải làm việc này? Đêm hôm đó, Sử Lai like khắc đấu giá hội. Sử Lai like khác có khác, nhiều bảo bối như thế. Đều tại lúc trước tôi không có thiên phú, thi trượt. Cô có con trai ưu tú như vậy còn không vui sao, cậu ta là đệ nhất ngoại viện đó ha ha quá khen rồi quá khen rồi kính thưa các vị tới đấu giá hoan nghênh đi vào phòng đấu giá sử lai like khắc hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ tốt vì mọi người nhất là nội viện trưởng của chúng ta tự mình mang theo thần khí ra sân mọi người cùng xem phong thái thần khí mọi người biết không thần khí này là bạch ngân long thương bạch ngân long thương rất quen thuộc rất muốn xem xem xếp hạng thứ sáu thần khí phổ hôm nay phải xem thật kỹ mới được nghỉ mà lam hiên vũ vẫn tới xem ra là đưa người nhà tới chơi ấy kia là ai là cô ấy, sao cô ấy lại tới chứ? Chiến thần điện, Thiên Ma Chiến Thần An bội cửu, hậu trường. Ý của ông là chiến thần điện có thể có thể ra tay. Khó nói, nếu như chỉ có chiến thần điện cũng không thể, nhưng phía sau chiến thần điện là Liên Bang. Vậy khiến bọn họ thất vọng rồi, điều chỉnh giá cả lên 10 tỷ. Muốn lấy được thần khí đâu dễ dàng như vậy. Sàn bán đấu giá. Món đồ đấu giá tiếp theo là từ một vị đại sư linh đoàn lục cấp tạo ra, một khối linh đoàn vân thiết nặng tới 3 kg. Nó là vật liệu tuyệt hảo để chế tác nhị tự đấu khải trở lên. Giá khởi điểm 50 vạn đồng liên bang mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 vạn đồng liên bang. Bây giờ bắt đầu canh tranh. 50 vạn liên bang tệp giá của Linh đoàn lại cao như vậy. Tiếng hết giá bắt đầu vang lên. 100 vạn, 120 vạn, 150 vạn. Linh đoàn kim thuộc đáng tiền vậy sao? Mình cũng không biết. Rất ít người làm nghề rèn đúc này. Mà kim loại hiếm đẳng cấp cao trên thị trường mãi mãi là cung không đủ cầu bên trên đấu giá hội xuất hiện một khối linh đoàn kim loại lớn như vậy sao có thể không bị tranh đoạt các cậu xem đi giá cả chắc chắn vượt qua 200 vạn xem ra kế hoạch dựa vào rèn đúc để cải thiện tài chính là hoàn toàn không có vấn đề cuối cùng khối vân thiết này xuất ra giá tới 226 vạn liên bang tệ tiếp theo là vật đấu giá cuối cùng ngày hôm nay xin mời phó các chủ hải thần các của học viện sử lai khác chúng ta người sáng lập người cầm lái cho khoa sinh mệnh học thụ lão mang theo thần khí mọi người đều muốn thấy tôi đại diện cho sử lai like khác hoan nghênh mọi người tới tham gia cạnh tranh hôm nay không hổ là cường giả thần cấp dùng khí tức sinh mệnh nồng đậm trong nháy mắt nắm trong tay bầu không khí của toàn trường trước mặt hai cường giả thần cấp à, thụ lão thần khí xuất hiện rồi là bạch ngân long thương nó bạch ngân long thương nói theo một ý nghĩa nào đó đúng là hàng không bán cho nên hôm nay chúng ta điều chỉnh giá cả lên 10 tỷ cái gì chủ nhân cũ của bạch ngân long thương có quan hệ vô cùng nhiều với học viện sử lai like khác chúng ta thần khí này vẫn một mực cất giữ ở trong học viện sau khi đưa ra hôm nay sẽ thu hồi về học viện mời mọi người xem những người khác không thấy được sao đây chính là thần khí sao xung quanh chui của ngân sắc trường thương này có vô số nguyên tố ba động tranh trúc nhau đúng lúc này thần khí trên tay thụ lão có dị biến có một luồng hắc vụ vây quanh một người áo đen xuất hiện toàn trường gần như bị đông cứng chỉ thấy người áo đen búng tay một cái một vòng xoáy hút tất cả mọi người vào trong người kia xuất hiện lúc nào tôi hoa mắt sao thụ lão lại bị áp chế chẳng lẽ đối phương cũng là cường giả thần cấp bị hút vào mất cứu mạng lại có người có gan dám ra tay ở thành sử lai khác thụ lão lúc này hừ lạnh một cái sau đó thi triển ra những dây mây giữ lại những người đang bị hát. phu được cứu rồi vĩnh hằng tri thụ tên áo đe nhân cơ hội thụ lão không để ý liền lao lên nhanh chóng cướp mất bạch ngân long thương thụ lão đã đuổi theo rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bạch ngân long thương bị đoạt đi rồi một màn trước mắt làm rung động người được gọi là thiên ma chiến thần an bội cửu nhưng điều càng làm cho cô ấy giật mình là vừa rồi hoàn toàn không thể động đậy hai người kia nhất định là cường giả thần cấp đứng đầu thời nay ấy cô nana cũng không thấy đâu nữa cái gì sử lai like khắc thành ngoài trăm dặm may mắn có áo choàng thần ẩn có thể che đậy khí tức nếu không thật đúng là không thể trốn thoát khỏi phong tỏa của vĩnh hằng chi thụ phải nhanh chóng rời khỏi mẫu tinh mới được tên áo đen toát mồ hôi khí thấy một bóng hình đuổi ngay theo sau mình nana từ khi nào đã đuổi đến đây ánh mắt sắc lạnh nói đưa bạch ngân long thương cho ta sao lại như thế? Bạch Ngân Long Thương ư? Làm sao cô ta đuổi tới nơi được? Đưa đây. Bạch Long Thương dường như đang cộng hưởng với Nana. Nó hiện ra một hư ảnh Bạch Long gầm thét. Tên áo đen bắt đầu hoảng hốt. Sao có thể như vậy? Lúc này Bạch Ngân Long Thương bay thẳng về tay Nana. Xung quanh thiên địa nguyên lực đang bị hút lại. Không thể nào. Tất cả thiên địa nguyên lực đều đã bị cô ta hút đi hết rồi. Đây là sự phẫn nộ của toàn đấu là tinh. Cút. Tên này nhận ra nữ nhân trước mặt mình vậy mà cấp 11 nhưng hắn đã không còn kịp chăn chối nữa rồi bù một cái một cường giả cấp thần biến khỏi thế giới này quay trở lại trung tâm đấu giá cô nana cô nana đi đâu rồi nếu mà mình biết thì tốt thế này thì to chuyện rồi vốn còn định đợi xem ở bên cạnh thần cấp cường giả sẽ được chỉ bảo gì phải làm sao bây giờ nếu biết sớm mình đã không bao giờ nhận nhiệm vụ này cô ở đây cô nana tôi vừa bị đưa tới bên kia phu chỉ cần người này vẫn ở đây là được may ma không phải là nana cướp thần khí rồi chạy nếu không thì mọi chuyện gây go to thiên ma chiến thần an bội cửu tuy không biết cô tới học viện sử lai khác có mục đích gì nhưng có vẻ các người cần đi với chúng tôi một chuyến rồi thiên ma chiến thần tôi sẽ phối hợp tôi có thể liên hệ với tổng bộ không chuyện này nghiêm trọng phải liên hệ thôi các chủ cũng sắp tới rồi các chủ chuyện thần hải các đau đầu quá biết sớm đã không tới học tỷ vậy chúng ta thì sao ở lại một lát phải đăng ký tên đã sợ chết được, sao tự nhiên Nana lại đối đầu công khai với lôi thần đấu là thế? Có thể bỏ khẩu trang ra không? Vì sao phải tháo khẩu trang? Vì sao không thể tháo? Bởi vì tôi không thích. Lại là Lam Hiên Vũ, lần trước đã có một tên thần cấp minh tinh tới. Lần này lại thêm một tên thần cấp. Cảm giác không yếu hơn tên lần trước, lại còn là nữ. Cường giả đến mức này sao lai cứ quấn lấy Lam Hiên Vũ vậy? Nó là Nam châm à? Thần thức thử phóng ra đã bị hủy diệt ngay tức khắc, không cả thu về kịp. Lúc này một người phụ nữ từ ngoài bước vào. An Bội Cửu ngạc nhiên khi thấy Uông Vũ Hằng gọi người này là các chủ. Các chủ hải thần các là nữ sao? Không phải chứ, ngay cả liên bang cũng không có ai biết chuyện này. Hơn nữa tính ra, trong phòng này, đã có đến ba vị cấp thần. Các chủ hải thần các tiến thẳng đến phía Nana. Sau đó cô ấy tháo khăn che mặt ra rồi hỏi Nana. Xem tôi là ai đây? Tôi không còn nhớ chuyện trước kia nữa, hai chúng ta từng biết nhau sao? Vậy thì tôi là ai? Là cô ấy, cô ấy chưa chết. Nana cũng tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt của mình ra, Thiên Vĩ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nói: "Là cô, cô chưa chết?" Nữ các chủ liền quát lớn, "Im miệng. Mọi người đều biết tôi sao? Cô thật sự không nhớ gì hết à? Cô tỉnh lại ở đâu?" Trước câu hỏi này của nữ điện chủ Nana chỉ có thể quay lại nhìn An Bội Cửu. An Bội Cửu liền lên tiếng, "Các chủ, đây là bí mật của liên bang tôi." Nữ các chủ liền cắt lời, rồi vừa tạo ra một uy áp cực mạnh vừa nói: "Tôi không quan tâm bí mật liên bang gì hết, cô đi đi cho." Về bảo chiến thần điện chủ của các người tự qua đây một chuyến, tìm toàn bộ thông tin về người này ra đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ đi đánh chiến thần điện. Nói rồi nữ các chủ trực tiếp vẩy tay một cái, an bội cửu cứ vậy mà biến mất khỏi căn phòng. Những người khác ra ngoài hết đi. Tiểu thụ và thiên vĩ bảo vệ bên ngoài, không được cho ai vào cả. À, vâng, á đủ lão già sắp xuống lỗ rồi mà bị nữ các chủ này gọi là tiểu thụ anh em ạ. À. Lúc này chỉ còn hai người Nana và nữ các chủ đối diện với nhau. Thật sự cô không nhớ gì sao? bọn họ nhặt được tôi từ trong hồ băng, tôi đã mất trí nhớ trước kia rồi. Thật sự cô không nhớ gì sao? Bọn họ nhặt được tôi từ trong hồ băng, tôi đã mất trí nhớ trước kia rồi. Chỉ có một mình cô à, bọn họ chỉ cứu một mình cô. Chỉ có tôi thôi, chẳng lẽ còn có ai khác nữa à, rốt cuộc tôi là ai? Bây giờ tôi chưa thể nói được, tôi còn phải hỏi cây vĩnh hằng, thân phận của cô có rất nhiều khúc mắc cô còn ở sử lai like khác bao lâu nữa. Chẳng phải các người muốn giữ tôi sao? Cô không muốn ở thì ai có thể giữ được chứ? tôi muốn ở lại để dạy hiên vũ chiến thần điện nói không thể ở sử lai khác muốn tôi tới học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn dị sư làm giáo viên thỉnh thoảng tới thăm hiên vũ nghe thấy tên hiên vũ nữ các chủ ngạc nhiên thiên vĩ liền giải thích là đứa trẻ năm nhất đó nghe nói rất thông minh nana lúc này hỏi tiếp trước đây chúng ta là bạn bè sao không hẳn kẻ thù cũng không hẳn cô không định nói cho tôi biết chuyện trước kia tôi cũng có thể cảm nhận được địch ý của cô nhưng cô nói chúng ta không phải là kẻ thù tôi không hiểu nữ các chủ im lặng một lát rồi thở dài nói nói một cách nào đó là kẻ thù cũng không sai nữ các chủ rời đi để trong lòng nana một số nghi vấn rốt cuộc mình là ai cô ấy biết mình chuyện bạch ngân long thương bị cướp đi làm chấn động cả liên bang người ta bắt đầu nghi ngờ năng lực thực sự của học viện sử lai khác vì sao không nói cho cô ấy biết cô ấy không còn là kẻ thù của chúng ta nữa rồi hơn nữa người đó nếu như đúng là đủ rồi chúng tôi không liên quan có lẽ là kết quả tốt nhất Hình như bọn họ đều đã quên mất chuyện trước kia, vậy thì hãy để họ có cuộc sống mới đi. Có phải cô đang nhớ người đó không? Vô lễ, nói chuyện với giáo viên như thế à? Hoặc có lẽ là do sống quá lâu, tâm thái của tôi đã quá vặn vẹo, vị trí các chủ hải thần các tôi đã làm quá lâu. Tôi mệt rồi, sau này anh tiếp quản đi. Tôi không muốn cho dù là thân phận gì thì ở bên cạnh cô cũng đủ rồi. Tôi biết tôi không thể bằng người đó, nhưng tôi bằng lòng. Đúng là đồ ngốc, đồ ngốc. Tôi không quan tâm, đi đâu cũng được, tôi đi cùng cô. Hơn nữa nếu như không có cô, liên bang cũng không ra tay với cây vĩnh hàng đâu. Bỏ đi, giống như anh nói đấy, tôi quen rồi. Đi một chuyến xử lý mọi việc đi. Giết gà dọa khỉ sao? Được. Cô Nana sẽ ở lại đấu la tinh. Ừ, sau này tháng nào cô cũng sẽ tới thăm các em. Vậy tốt quá. Kỳ nghỉ đã kết thúc, Nana bắt đầu dạy ở học viện Hoàng gia Hồ Dị. Học kỳ mới tới rồi. Tinh vực nào đó. Một trong ba hạm đội hải tặc đứng đầu liên bang. Hồng Khô Lâu. Đoàn hải tặc phòng điều khiển chính của hạm đội hải tặc Hồng Khô Lâu. Lão đại, chúng ta còn cách mục tiêu khoảng 7 giờ đồng hồ. Ngu ngốc, đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là thượng tướng. Lão đại lão đại, nghe không có tí tố chất nào cả. Người này là đoàn trưởng đoàn hải tặc Hồng Khô Lâu Hồng Hồ Tử. Nghe rõ đây, lần này hạm đội bảo vệ tư nguyên tinh thay ca, chúng ta có một khoảng thời gian ngắn, không cần liều mạng, cướp được tài nguyên thì chạy ngay. Lúc này một vật thể lạ bay ngang qua chiến hạm Hồng Khô Lâu. Chuyện gì thế ai đang bay phía trước kia vậy? Xem là tên khốn nào chán sống rồi đang kiểm tra là một con robot lão đại hình như không phải người của chúng ta đã bảo đừng gọi là lão đại gọi là thượng tướng phá hủy nó ngay cho ta đoàn hải tạc hồng khô lâu thành lập 26 năm trước trong 26 năm đã thực hiện 618 vụ cướp sau khi cướp không bao giờ giữ lại tù nhân tội ác tày trời khó tha đã đến lúc phải gánh chịu tội của mình một con robot mà chỉ trong giây lát đã hủy diệt cả hạm đội đạo tặc hồng hồ tử to gan dám cướp bạch ngân long thương tội không thể tha hôm nay đoàn hải tặc hồng khô lâu sẽ bị kết liễu tại đây muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do mau lên thừa dịp hắn còn đang ở bên trong hãy tấn công thuyền chiến số 7 của hạm đội hồng khô lâu nhưng nhưng đó là người của chúng ta mà rốt rốt cuộc là ai học viện sử lai khắc thay trời hành đạo tin nóng đây tin nóng đây đoàn đạo tặc hồng khô lâu nổi danh cả thiên hà trên đường tới tư nguyên tinh đã bị tấn công toàn quân tổn hại dưới đây là những thông tin liên quan một nguồn tin cho biết Bạch Ngân Long Thương đã được tìm thấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về vụ việc này. Trời ơi, một người mà hủy diệt được cả hạm đội. Chuyện này, do học viện sử lai khác làm sao? Sức mạnh của cơ giáp có thể hủy diệt cả hạm đội. Chỉ một người mà đã có thể mạnh tới mức đó, đến mức mà cả một hạm đội không kịp trở tay. Học tập tinh tế chỉ huy có ý nghĩa gì? Thầy có xem tin tức chưa thầy? Xem rồi, một người thực sự có thể hủy diệt cả một hạm đội dễ dàng như thế sao? Hay là một hạm đội quá yếu? em đến chỗ tôi một chuyến dạ thầy ơi ai học viên quả thực không ưu ái tinh tế chỉ huy hệ chút nào ở đây chúng ta chỉ có hai ba con mèo con ai còn dám tới hệ của chúng ta nữa có phải em nghĩ một người mạnh như thế còn cần tinh tế chỉ huy hệ để làm gì phải không vâng tôi hỏi em một câu nếu như em là đoàn trưởng của hồng khô lâu thì em sẽ ra lệnh như thế nào đầu tiên hả à, có lẽ em sẽ ra lệnh cho toàn hạm đội mau tản ra chạy trốn dù sao nếu như toàn bộ bị hủy diệt thì không còn cơ hội nào để lật mình được nữa không đúng, vào thời khắc đó mệnh lệnh nên ra là, toàn bộ chiến hạm tập trung tấn công. Ơ, ờ, năng lượng của vụ nổ có thể làm chấn động cả không gian, làm cho đối phương không thể nào vượt qua không gian mà xâm nhập vào bên trong hạm đội được. Tạm thời thoát khỏi đối phương để tranh thủ thời gian cho mình. Sau khi đẩy đối thủ ra xa, trong tình huống đó tôi sẽ ra lệnh, tất cả mọi người cùng tăng tốc, dốc toàn lực thực hiện bước nhảy không gian. Vì lý do có thể, robot khi đang ở trong bước nhảy không gian không thể tấn công được như vậy rất có khả năng sẽ chạy thoát được tấn công của đối phương hơn nữa có biết vị đại năng xuất hiện hôm nay có thực lực thế nào không trong toàn liên bang toàn nhân loại lực chiến đấu của người đó thuộc về một trong ba người mạnh nhất nếu như tôi không đoán nhầm có lẽ vị đó có tu vi bậc 11. bậc 11, chân thần cũng tức là hồn lực trên cấp một con người mạnh được tới mức đó thực sự có thể trở thành thần chẳng qua một người và cả một hạm đội có lẽ vẫn khác nhau một trời một vực muốn thành lập một hạm đội tinh tế chỉ cần mười mấy năm mà vị đại năng này đã tu luyện hơn nghìn năm rồi thầy yên tâm đi em sẽ học thật chăm chỉ em sẽ không từ bỏ tinh tế chỉ huy hệ được thật ra trước giờ tôi luôn nghĩ người có thể tới thần cấp cơ giáp cũng có thể tới thần cấp nếu như chiến thuyền cũng tới được thần cấp thì không biết sẽ đáng sợ tới mức nào hả vậy thì cần bao nhiêu kim loại thần cấp chứ chế tạo một cơ giáp thần cấp của quân đoàn có đủ không thầy nghĩ kỹ chút đi không ngờ thầy lại là người theo chủ nghĩa lý tưởng thầy cố lên chúc thầy sớm thành công đợi tới lúc nhất tự đấu khải sư hoàn thành em sẽ nghiên cứu cùng tôi thế nên chúc chúng ta thành công đây là một phần quan trọng trong giáo trình của tinh tế chỉ huy à vâng ba tháng sau thầy tiêu em tới rồi sao rồi việc rèn rũ của em dạo này thế nào thiên đoàn rất ổn định trong vòng hai tháng tiếp theo em đặt mục tiêu là thiên đoàn nhất phẩm vậy sau này em là nhân tài của tư nguyên hình rồi không chừng sau này tôi còn phải nhờ em rèn giúp ấy chứ à phải rồi hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo ở hành tinh hồn thú kia có một vị cường giả hồn thú đang hoàn thành lần độ kiếp cuối cùng cho nên mời một số cường giả của liên bang tới, học viện cũng ta cũng có vài vị sẽ tham gia, nhưng không phải được mời tham gia mà phải tự tranh giành. Hồn thú độ kiếp là hồn thú 10 vạn năm sao? Nếu như chỉ là cấp bậc 10 vạn năm sẽ không gây náo nhiệt như vậy. Vị trí này rất khó có được. Quan sát cường giả hồn thú độ kiếp, đối với việc đề cao ngộ tính rất có trợ giúp. Oa, wow, làm sao lấy được vị trí này? Đi, vào lớp rồi nói. Ngoại viện có tất cả 6 vị trí trên lý thuyết mỗi niên cấp một vị trí cần thông qua đấu đối kháng để có được nhưng có thể thông qua vực cấp khiêu chiến để cướp đoạt vị trí của lớp năm cao hơn lúc vượt cấp khiêu chiến trên một năm số người giảm một ví dụ năm một với năm ba sẽ là trận chiến 3 với 1. năm một với năm sáu sẽ là trận chiến 6 với một có vẻ rất thú vị thầy tiêu cao niên cấp có thể vận dụng đấu khải không đương nhiên là có thể nhân số đã giảm xuống đấu khải là bản sự của người ta eo cái này không vui đâu cấp thấp bại bởi cấp cao cố gắng có được vị trí cũng coi là cổ vũ vượt cấp khiêu chiến. các em tự lập tổ đội đi ba người một đội. qua wow, ban trưởng và huy huy vào một đội chắc chắn vô địch ai so nổi chứ tạm được. trái với mọi người lúc này hiên vũ thẩm nghĩ vị trí cho năm nhất hoàn toàn không khó. như năm cấp cao thì sao? cái này cần nghiên cứu. muốn vượt cấp khiêu chiến đầu tiên phải quen thuộc đối thủ điều tra là một bước quan trọng nhất. sau giờ học vũ cách sao lại gọi điện thoại cho tôi tôi tìm cậu là muốn nói chuyện vị trí xem lễ lúc cậu khiêu chiến năm thứ ba tôi hy vọng các cậu chọn cách ba đấu một năm thứ ba chỉ phái ra một đối thủ tôi mới có cơ hội thông qua phương thức cạnh tranh ra sân bằng không mà nói cơ hội tôi được lên sân hoàn toàn không có ở năm thứ ba tôi thành cô độc mất rồi vẫn là như thế sao năng lực tổ chức của tư mã tiên còn mạnh hơn tôi tưởng tượng tôi hiểu rồi nếu như có thể đến bước đó tôi sẽ chọn cách ba đấu một được vậy cứ thế nhé mong cùng học tỷ chiến một trận nữa Ừm, tôi cũng rất mong chờ. Tiếp theo, còn có một vấn đề càng làm mình đau đầu. Toàn bộ các bạn học đều tín nhiệm mình nếu như cuối cùng lấy được được đủ nhiều vị trí. Sao để tuyển chọn đây? Đều cho tiểu đội của mình sao? Các bạn học sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ không ra. Đi hỏi thầy giáo vậy. Hiên Vũ liền đi tìm đường chấn hoa. Hả? Việc này không phải đơn giản sao? Tới trường xin, nếu như toàn thắng 5 trận, sẽ để cả lớp các em cùng đi. Chỉ cần thua một trận, tất cả đều không đi. Đừng quá coi trọng đến vị trí làm lớp trưởng, quan trọng nhất là để cả lớp có được sức mạnh đoàn kết. Thay đổi cách nhìn với thấy rồi. Ý gì? Lúc trước không thấy ta lợi hại sao? Nhưng mà, học viện đồng ý sao? Sử lai khác học viện hy vọng nhất nhìn thấy chính là các em biến không thể thành có thể. Đây mới là bồi dưỡng quái vật, là niềm vui lớn nhất của các thầy cô. Yên tâm đi yêu cầu đi, học viện nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì bọn họ không cho là các em có thể thành công. Cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Sau khi ở chỗ đường trấn hoa trở về, hiên vũ đã tập hợp toàn bộ lớp năm nhất để thảo luận tin rằng mọi người cũng đều nghĩ đến nếu như chúng ta thật sự giành được các vị trí vậy nên để ai đi một mình tôi sao đây là việc tôi không muốn thấy sau khi tôi đi hỏi thầy giáo đột nhiên ý thức được lần này là một cơ hội rất tốt tôi có một cách tôi muốn yêu cầu với học viện nếu như năm nhất chúng ta có thể lúc thi đấu đối kháng chiến thắng tất cả cấp cao vậy mời học viên để cả lớp chúng ta cùng đi tinh linh tinh xem lễ nếu như chúng ta thua một trận vậy sẽ mất đi cơ hội này không có vị trí nào nữa hoặc là chúng ta cùng đi, hoặc là toàn bộ sẽ không đi. Nếu như mọi người không đồng ý, chúng ta sẽ thảo luận. Tôi không muốn lấy vị trí này cho riêng mình. Sau khi nghe xong lời của Hiên Vũ, tất cả mọi người vô cùng hưởng ứng. Được, hoặc là cùng đi, hoặc là đều không đi. Không phải là khiêu chiến lớp cấp cao sao? Cứ chiến là được. Đồng ý, đồng ý. Hoặc là cùng đi, hoặc là đều không đi. Năm nhất là đỉnh nhất. Thưa thầy, đây là danh sách của chúng em. Phiền thầy đưa giúp cho viện trưởng được không? không phục là động lực tiến lên. Người trẻ tuổi chính là hai bốc đồng ở thời khắc mẫu chốt. Năm nhất, cố lên. Năm nhất, cố lên. Tiếp theo chúng ta bắt đầu hội nghị tác chiến đi tôi cân nhắc sắp xếp chiến thuật và công tác chuẩn bị về sau. Được, văn phòng viện trưởng ngoại viện. Những tên nhóc này thật đúng là dám nghĩ. Đây là chuyện tốt, càng ngày tôi càng thích đứa trẻ hiên vũ này. Có thể được dạy lớp này, tôi thấy thật hạnh phúc. Anh cũng đừng vui mừng quá sớm, mới bắt đầu thôi. Ngoại viện, lúc tốt nghiệp năm 2 là một danh giới đợi đến tốt nghiệp năm bốn lại là một danh giới nữa. Cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng dạy dỗ tốt bọn họ. Kỳ thật, bây giờ hắn là anh cần nghĩ. Sau khi bọn họ thất bại sẽ đi an ủi bọn họ. Tại sao lại phải nghĩ họ sẽ thất bại? Bọn họ có năng lực biến không thể thành có thể. Tôi tin học sinh của tôi. Rất tốt, vậy tôi sẽ đợi để xem bọn họ sáng tạo kỳ tích. Cảm ơn viện trưởng ủng hộ, tôi đi trước. Được. Ai? Năm lớp 6. Lịch sử ghi chép năm lớp 6. Ha ha, không nghĩ đến, lại xuất hiện một năm nhất ngoại viện lại một lần náo nhiệt. Bình thường các học viên đều tự mình tu luyện, gần đây thì đều chú ý vào lần vượt cấp khiêu chiến này. Mà giờ này phút này, không ai biết là Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở hiệp hội thợ rèn lau mồ hôi như mưa. Nhóc này không tệ. Lam Hiên Vũ, cố lên. Là hạt giống rèn đúc tốt. Cậu nhìn tốc độ này, sức mạnh này, nhất là lúc cậu ta chăm chú tinh thần rèn đúc. Không tệ, không tệ. 38, 39, 40, 41, một chùy cuối cùng Hiên Vũ đánh xuống, một cột sáng từ viên đá lóe lên. Dung nhập huyết mạch chi lực vào bên trong đoàn tạo, lấy cảm giác tinh thần rót vào trong mỗi một chùy hạ xuống. Hay trong một thiên đoàn hữu linh, thiên đoàn nhất phẩm. Cảm ơn chủ tịch tán thưởng. Cậu đúng là không thẹn là thợ rèn cấp 4. Tốt quá rồi, cảm ơn chủ tịch. Vậy tôi đồng ý, hiệp hội sẽ mau chóng phê duyệt cho cậu. Có điều, cậu vay nhiều như vậy để làm gì? Học trưởng, tôi là tinh tế hệ chỉ huy, tương lai tôi không chỉ cần cơ giáp cho bản thân còn hy vọng có có hồn đạo chiến cơ thuộc về mình thậm chí là chiến hạm tốt có chi khí bằng tay nghề của cậu tôi tin tưởng cậu có thể làm được à còn hai khối thiên đoàn nhất phẩm bí ngân này bán cho tôi có được không chủ tịch cứ lấy đi không cần tiền nong gì đâu học viện quy định nhất định phải đưa tiền tôi đi trước có tiền sẽ gọi cho cậu tạm biệt chủ tịch chẹp người thật sự không thể so sánh với nhau tôi học rèn đúc khoảng 10 năm rồi thế nhưng cậu mới học không tới một năm đã sắp đuổi kịp tôi rồi học trưởng, khoản tiền tôi vay lúc nào lấy được. Ngày mai chúng ta bắt đầu thi đấu đối kháng rồi. Nói đến việc này, tôi cần nhắc nhở cậu một chút. Cậu đánh cược quá nhiều, lượng huy chương lớn như thế, nếu cậu thua. Học trưởng yên tâm. Tôi thật có lòng tin mới có thể làm như vậy. Tôi khuyên học trưởng nên đặt cược trước khi tôi đặt nếu không sau khi tôi đặt, tỷ lệ đặt cược sẽ bị hạ xuống. Được, vậy tôi nhờ cậu mà kiếm chút bên ngoài. Học trưởng, đợi mà kiếm tiền đi. Tạm biệt học trưởng. Lên đường cẩn thận, nhất định phải thắng nhé hy vọng lúc khiêu chiến cấp cao tỷ lệ đặt cược này có thể tăng lên không thì không kiếm mấy ngày hôm sau tại sân thi đấu dựa theo chiến thuật của chúng ta tiến hành nhất định có thể khắc địch chiến thắng mộng cầm tuyệt đối không được coi thường tăng phúc của hồn sư nhất tự đấu khải trở lên mỗi một trận đều phải toàn lực ứng phó không thể có nửa điểm qua loa biết rồi dài dòng văn tự phiền chết thi đấu khiêu chiến sắp bắt đầu tuyến thủ hai bên dự thi ra trận nhất định phải thắng nếu không năm mươi huy chương tím kia đều mất hết sân đấu này cũng quá lớn rồi người thi đấu cùng với mộng cầm và thiên thu là đệ nhất nhân lớp một năm hai viên duệ võ hồn cuồng điện báo 48 cấp hồn lực nhất tự đấu khải sư là một hồn sư hiếm thấy tam hệ hợp cường công mẫn công khống chế viêm duệ võ hồn cuồng điện báo 48 cấp hồn lực nhất tự đấu khải người đứng đầu năm thứ hai là một hồn sư tam hệ cường công mẫn công không chế hợp nhất hiếm thấy năng lực cá nhân vô cùng toàn diện lão băng năng lực có chút giống với cậu có điều mạnh hơn cậu vì tốc độ chắc chắn nhanh hơn cậu anh ta không có đấu khải chưa chắc là đối thủ của tôi. Nếu như tôi cũng là nhất tự đấu khải, đánh nhau thắng bại cũng khó mà nói. Mặc dù anh ta rất lợi hại, nhưng tôi lại đặt tiền trên người hai người khác rồi. Nữ thần cố lên, tớ cũng thế, nữ thần cố lên. Chào hai vị học muội, tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó trong trận chiến nhưng tôi đấu này cũng sẽ tận lực phòng ngừa tổn thương tới hai muội, học muội yên tâm. Nghe lời này của Viêm Duệ hai người Mộng Cầm và Thiên Thu cũng phải cạn lời, chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Vừa vào trận đấu Viêm Duệ đã chủ động lao lên tấn công với tốc độ cực nhanh. Mộng Cầm cũng bắt đầu thi triển ra băng vụ để ngăn cản tầm nhìn của đối phương. Viêm Duệ lợi dụng tốc độ đã tìm ra sơ hở của Mộng Cầm và có ý định đánh lén, nhưng ngay lúc này Mộng Cầm và Thiên Thu đã tạo ra một lớp băng phòng ngăn lại. Viêm Duệ giật mình khi thấy đòn tấn công của mình kèm theo điện phân lại dễ dàng bị tuyết vụ làm tan. Chưa kịp định thần lại thì một cơn lốc xoáy băng vụ ập đến. Viêm Duệ mạnh nhất ở chỗ tốc độ và sức mạnh bộc phát trong nháy mắt, đối phó với cường giả thế này, dùng kỹ năng phạm vi khống chế, không cho anh ta có cơ hội vọt lên, suy yếu tốc độ của anh ta để không tìm thấy mục tiêu tấn công anh ta nhất định cho rằng lần này ra sân sẽ là mình và nguyên ân huy huy cho nên không chuẩn bị phương án ứng chiến với người khác mà nơi này không phải khoang mô phỏng nếu bị thương sẽ ảnh hưởng tới trận đấu tiếp theo đây chính là điều mình muốn lúc này giáo viên năm ba lớn tiếng với thầy tiêu ám chiêu này là ai nghĩ ra anh sao gì mà ám chiêu liều mạng của lớp anh cũng đâu phải trò đùa không nói khoác anh chết sao lúc này phía dưới sân viêm duệ đang chịu áp lực rất lớn cứ tiếp tục như vậy không được nếu như đội đến lúc bạo phong tuyết bao trùm toàn trận quấn lấy mình chỉ sợ không còn cơ hội nữa viêm duệ quyết định trực tiếp lao về phía bạo phong tuyết Điều trong tính toán tiểu tử lam hiên vũ cũng thật hiểm cũng may tiểu tử này cũng không quá ngốc lam hiên vũ mình đã nghiên cứu về cậu ta bằng vào tu vị yếu nhất mà lại thành người đứng đầu năm thứ nhất nghe nói được làm lớp trưởng vĩnh viễn cơ chí trồng chất am hiểu quỷ biện không chỉ một lần nghe lạc anh hồng biểu hiện ra tán thưởng thậm chí phía nội viện cũng chú ý tới cậu ta chỉ là bây giờ tuổi cậu ta còn quá nhỏ cho nên trên mặt không biểu hiện quá nhiều lúc này viêm duệ đã tung ra một đòn cực mạnh đánh vào bạo phong tuyết có khả năng đây đã chạm đến cực hạn của cậu ta bạo phong cũng đã tan mất khói bụi từ từ tản đi tưởng chừng viêm duệ đã chiến thắng sau đòn đó nhưng lộ ra lại là bộ mặt đang sợ hãi của viêm duệ lúc này viêm duệ toát mồ hôi thầm nghĩ sao có thể như vậy ta rõ ràng dùng hết toàn lực đạt đến đỉnh phong thế nhưng sau một giây thì không khống chế nổi điện của mình thật đáng sợ hai con mắt kia thật sự là quá đáng sợ thầy giáo năm ba cũng toát mồ hôi thầm nghĩ sao có thể đồng thiên thu cần lam hiên vũ phụ trợ mới có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ hóa ra tự cô bé cũng có thể sử dụng đôi mắt màu xanh đậm kia thắng thua đã rõ lớp một khiêu chiến vượt cấp thành công thấy vẻ mặt của giáo viên năm ba đang thất thần thầy tiêu liền nói nếu như vừa này lam mộng cầm và đồng thiên thu không niệm tình bạn học toàn lực tấn công viên duệ e là không thể sống mà trở ra từ cơn bão tuyết đó rồi hiên vũ lúc này thì đang vui mừng thầm nghĩ quá tốt đây xem như vẫn là đầu tư có lãi mình vẫn còn 25 huy chương tín số huy chương này đủ để mua cơ giáp tin lớp một khiêu chiến vượt cấp thành công rất nhanh đã lan truyền khắp học viện nhưng không gây ra làn sóng quá lớn lần này chỉ là thắng lớp 2 cũng không được tính là tin chấn động gì chuyển cảnh đến trung tâm hậu cần hiên vũ cá cược thành công liền đi tới nhận tiền tất cả tổng là 70 huy chương màu tím thật không ngờ đầu tư toàn bộ chúng vào trận đấu này mình nắm thêm tỷ lệ thắng đường vũ cách rồi hiên vũ vừa ra đến bên ngoài thì đường vũ cách đã đứng ở ngoài đợi biết ngay cậu ở đây mà học tỷ chị làm như này có chút không hay lắm dọa dạ tôi suy chút nữa yếu tim mà ngất xỉu ở đây rồi hiên vũ tôi hỏi cậu một chuyện nếu như tôi chọn hạ cấp năm nhất các cậu có muốn tôi gia nhập không hà cô không phải sốt đó chữ chuyện của các cậu tôi đã nghe nói rồi hoặc là đi hết hoặc là không đi nhưng tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết nếu như không có tôi có lẽ các cậu vẫn còn chút cơ hội mong manh thắng lớp 4, nhưng muốn thắng lớp 5, lớp 6, các cậu một chút cơ hội cũng không có chị sao lại chắc chắn về năng lực của chúng tôi như vậy Huy Huy cũng sắp đạt cảnh giới ngũ hoàn đỉnh phong rồi. Các học trưởng lớp 4 ý năm thật sự đã trải qua rất nhiều thử thách gian nan mới có được thành tích như hôm nay, cho dù toàn bộ lớp các cậu xông lên, cũng chưa chắc thắng được một học trưởng đứng đầu. Hơn nữa, đây không phải lựa chọn trong lúc kích động của tôi, đây là lựa chọn sau khi đã trải qua suy nghĩ cẩn thận. Tu luyện trong hoàn cảnh vui vẻ so với tu luyện trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ, hiệu quả tu luyện sẽ không giống nhau. Tôi thích làm một thành viên của đội các cậu. Vậy chuyện giữa cậu và Huy Huy, tôi có thể bảo đảm với cậu, tôi sẽ không chủ động công kích cậu ta, từ sau khi gặp nguy hiểm lần đó cậu ta đã chịu gọi tôi một tiếng chị rồi tôi đã không còn hận cậu ấy nữa rồi được chỉ cần chị có thể làm được việc này hoan nghênh chị gia nhập năm nhất sau này chính là người cùng một đội rồi đường vũ cách vẻ mặt xúc động nói cảm ơn đúng rồi nếu đã như vậy cô có thể đợi thêm vài ngày rồi hãy tuyên bố gia nhập năm nhất chúng tôi không còn về việc chúng ta khiêu chiến năm ba năm tư đợi sau rồi nói được sau đó hiên vũ trở về ký túc xá đổi người cậu chắc chắn chưa tôi quyết định rồi các cậu đừng hỏi tại sao, sau này các cậu sẽ tự hiểu thôi. Chúng ta thay đổi người ra ứng chiến lần này. Tôi, Huy Huy, Băng Thiên Lương ba người xuất trận. Người đại diện năm ba ra ứng chiến tuyệt đối không phải Đường Vũ Cách. Cả năm ba, người thật sự khiến tôi không dám nắm chắc phần trăm thắng. Chỉ có Đường Vũ Cách mà thôi. Chuyển cảnh đến trung tâm hậu cần. Lần này Hiên Vũ lại đeo khẩu trang kín mít đi đặt cược. Đặt cuộc, 75 huy chương tím, toàn bộ đều đặt cho năm nhất. Cậu đeo khẩu trang cái gì? Cậu nghĩ làm như vậy thì tôi không nhận ra sao? Cậu nghĩ hay quá nhỉ? Đúng là trẻ con chưa hiểu chuyện đời. Anh mau giúp tôi xử lý đi, tôi quyết định rồi. Ai ia, yeah. mau lên. Do được được được, người trẻ tuổi bây giờ thật là. Những hành động của Hiên Vũ vào tầm mắt của một học trưởng. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tên học trưởng đó đã đi báo cáo cho Uông Vũ Hằng. Cậu nói cái gì? Rõ, nói đi, tôi có chút căng thẳng thay cho cậu ta. Thật sự là một tên hám của. Đợi kết quả đi, tâm tính của người này còn quan trọng hơn thiên phú tên nhóc này vốn dĩ chính là đối tượng quan tâm của mọi người hy vọng cậu ta sẽ không khiến tôi thất vọng hiên vũ sau khi rời trung tâm hậu cần thì đi đến gặp thầy tiêu trận đấu bữa chiều có nắm chắc phần thắng không không thành vấn đề nắm chắc thắng năm ba không thành vấn đề đối diện 5 năm, năm và năm sáu mới là thử thách lớn tôi còn cho rằng câu sẽ tự tin nói với chúng tôi các cậu nhất định sẽ thắng đúng rồi có hai chuyện này tôi phải nói cậu biết thứ nhất học viện đã phê chuẩn cho các cậu rồi nếu như chúng ta không thể vượt qua cửa ải này cuối cùng chính là chiến thắng năm sáu Vậy sao, toàn bộ chúng ta có thể tiến về Tinh Linh Tinh rồi. Thứ hai, buổi lễ lần này còn quan trọng hơn những gì chúng ta nghĩ. Trước mắt độ kiếp chính là chúa tể chân chính một phương của hồn thú bên trên Tinh Linh Tinh. Trong 10 đại hung thú đứng đầu, được vinh dự là thần thú đời đầu lãnh tụ hồn thú. Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, Đế Thiên, vậy là đã có từ hơn 80 vạn năm tu vi rồi sao? Thậm chí nói cách khác, nếu như không phải hồn thú không cách nào thành thần, Đế Thiên sớm đã là thần rồi. Hối hận rồi sao? Sao có thể như vậy, nếu như thắng toàn bộ lớp chúng ta có thể đi rồi. Thầy, thầy nói mua trục học trưởng 5 năm và năm sau cần bao nhiêu tiền? Em muốn làm gì? Đây không phải là vấn đề huy chương mà là chuyện liên quan đến danh dự. Biết sao? Học viên các cấp đều đại biểu cho danh dự và kiêu hãnh của cấp đó. Thầy, em sai rồi, em nhất định sẽ cố gắng. Bên ngoài Hiên Vũ nhận sai nhưng trong lòng thì nghĩ nếu có đủ huy chương cũng không tin không có cách nào mua trục được. Chỉ ít có thể thử ở trình độ nhất định. Hôm sau trận chiến với năm ba bắt đầu. Lớp trưởng cố lên, năm nhất vô địch. Các học trưởng bắt đầu cảm thán bây giờ tiểu học đệ đúng là có lòng tin vô cùng cảm thấy năm nhất hôm nay có thể thắng không nếu như đối thủ không phải đường vũ cách hẳn là có thể nam nhất nguyên ân huy võ hồn sau hai lần biến dị tương lai sẽ rất mạnh không nói những thứ này nghe nói thú thần đế thiên muốn độ kiếp nếu như hắn thành công sẽ có thể trở thành thần thú nhưng nghe nói cơ hội hắn vẫn là cũng rất lớn nếu như hắn lựa chọn trở thành hồn linh chúng ta sẽ có cơ hội được hắn chọn chúng có được hồn linh như kim nhãn hắc long vương tất nhiên sẽ thành thần cậu không muốn đưa hảo bằng hữu nào đi lúc so tài tôi có thể nhường cậu một chút hả à, một huy chương đen giữ lời nhé tôi đi gom góp nhất đại thú thần hắn kiêu ngạo như vậy sao có thể làm hồn linh cho nhân loại chứ lúc này bên trong sân thi đấu hai bên đã ra trận nguyên ân huy ngạc nhiên khi thấy người ra trận là tư mã tiên sao lại thế này tại sao không phải là đường vũ cách tình hình của cô ấy tại năm ba không được tốt lắm đây là quyết định của lớp bọn họ chỉ ít đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt phải là cô ấy, cô ấy mới là người mạnh nhất năm ba Cậu là muốn chiến đấu với đường vũ cách Hay là vì bất bình với cô ấy Tôi không biết Lúc này tiếng thông báo vang lên Thi đấu đối kháng ngoại viện vượt cấp hiểu chiến võng thứ hai Lập tức bắt đầu Tư mã tiên cầm dìu sông lên Phía bên hiên vũ chia ra làm ba hướng bao vây tư mã tiên Tư mã tiên lúc này thẩm mỹ Trước hết đánh gục làm hiên vũ Chỉ có đánh bại cậu ta mới có thể chiến thắng đối phương nếu thắng trận này tất nhiên là uy danh của năm thứ ba sẽ vô cùng lớn nếu mình thua sẽ là một đà kích đối với năm thứ ba mình đâu còn mặt mũi ở vị trí lớp trưởng nữa nhất định phải thắng lúc này trước đòn tấn công của tư mã tiên hiên vũ lại mỉm cười nhẹ tay phải hiên vũ lóe sáng thiên thánh liệt yên kích xuất hiện đó là cây kích đánh bại đường vũ cách và hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư kia tên này dùng công kích này không phải sẽ tiêu hao rất lớn không phải chỉ có thể tiếp tục trong thời gian rất ngắn sao vừa tới đã dùng không thể tiến vào phạm vi công kích của cậu ta thấy tư mã tiên khựng lại hiên vũ liền lao lên tấn công trước tư mã tiên biết lợi hại của thần khí liền mặc lên người nhất tự đầu khải tăng phòng ngự sau đó vung ngay một diều chém về phía hiên vũ một tia quang mang bay thẳng qua hiên vũ vội nghiêng người né tránh đột nhiên tư mã tiên xuất hiện ngay trước mặt hiên vũ một diều bổ xuống hiên vũ nhân ra đây là dịch chuyển tức thời tên này từ lúc nào có năng lực như vậy chẳng lẽ do đấu khải bổ sung hay là cậu ta có hồn cốt đây là hồn kỹ của hồn cốt mặc kệ là thứ gì hiên vũ cũng tụ ra một quả cầu năng lượng ở tay đón đỡ lại diều này của tư mã tiên do chiến lực về hồn lực hiên vũ đã bị chiêu ám kim địa ngục của tư mã tiên đánh bay ra xa băng thiên lương vội đỡ lấy hiên vũ nguyên ân huy sau khi được hiên vũ câu giờ thì cũng đã hoàn thành tụ lực tung ra đệ ngũ hồn kỹ lôi linh chiến kỹ bắn ra một mũi tên chứa những dòng điện cao áp cực mạnh về phía tư mã tiên hiên vũ ngạc nhiên khi tư mã tiên không hề hấn gì sau đòn của nguyên ân huy hồn lực cũng không thăng cấp trên diện rồng lực phòng ngự của tên này lại mạnh thế sao đây chính là át chủ bài của hắn sao một phân thành hai hắn tách võ hồn từ bên trong thân thể mình ra cái này tương đương với việc thêm một tư mã tiên rồi học viện sử lai khác đúng là nơi ngọa hổ tàng long tư mã tiên này lại tách một phần ra ám kim khô lâu vương như thế tương đương với việc có hai cậu ta chiến đấu huy huy chớp lấy thời cơ bắn vào bản thể tư mã tiên lão băng phối hợp với tôi chủ động đối chiến là muốn dùng một chiêu kia sao hiên vũ lúc này lại lấy thiên thánh liệt uyên kích ra lao lên tấn công tư mã tiên nhìn thấy hiên vũ sử dụng thần khí tấn công về phía mình thì lựa chọn cách né tránh chuyển hướng tấn công sang người khác nhằm tiêu hao hồn lực của hiên vũ người tư mã tiên tấn công lần này là băng thiên lương hiên vũ thấy vậy liền ném thẳng thiên thánh liệt uyên kích cho băng thiên lương nhưng băng thiên lương chưa kịp nhận lấy thì tư mã tiên đã bắt được trước tư mã tiên biết uy lực đáng sợ của thần khí nếu đánh xuống chắc chắn thầy cô giáo sẽ ngăn lại vì đây là thực tế sẽ có nguy hiểm nhưng sự thật cho thấy tư mã tiên vung một kích lại không hề có thầy cô giáo nào động hắn bắt đầu do dự sẽ làm tổn thương đến băng thiên lương nên cố ý không chế lực đạo không ngờ là đòn đánh vừa rồi chạm tới băng thiên lương lại bị bắn ra ngoài Băng Thiên Lương lợi dụng cơ hội Tư Mã Tiên thất thần liền tung ra một quyền vào bụng cậu ta. Tư Mã Tiên vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Kích này, sao còn không lợi hại bằng ám kim chiến phủ của mình? Phải nói là kém xa tít tắp. Cậu thua rồi, một con mắt đáng sợ nhắm vào thẳng người Tư Mã Tiên. Hiên Vũ đã dùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích hàng zin tấn công Tư Mã Tiên. Thầy giáo thấy vậy liền hô lớn, dừng tay. Tư Mã Tiên lúc này giật mình nhìn lại, cái gì? Tình huống gì vậy? Hai thanh kích giống nhau như đúc. Không lẽ nói, là giả phương thiên kích trong tay tôi là đồ giả hèn hạ vừa rồi tôi còn lo lắng làm các cậu bị thương kết quả tất cả đều là diễn các cậu quá hèn hạ rồi hiên vũ vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói sao có thể nói như vậy chứ tư mã học trưởng đây gọi là binh bất yếm trá trí tuệ cũng là một phần của thực lực thầy tiêu học sinh này của thầy cũng quá xấu xa đi năm nhất đấu với năm ba dùng chút mưu kế thì sao ai bảo học sinh của thầy tự mắc lừa chứ là do cậu ta phán đoán sai lầm chẳng lẽ sau khi cậu ta cầm vũ khí kia còn không đoán ra nó không phải là thần khí sao tư duy theo quán tính quá mạnh là không được lão đại cậu thật sự là quá tuyệt quá đỉnh tớ nhìn sắc mặt tư mã tiên sao cứ thấy sướng sướng thế nào ý khiêm tốn khiêm tốn chút hiểu không về sau tớ sẽ rèn cho mỗi người một cây thánh liệt uyên kích để làm kỷ niệm ra khỏi đấu trường lam hiên vũ vội vàng tạm biệt đồng bạn không kịp chờ đợi chạy ngay tới trung tâm hậu cần của học viện trận này lấy được những 50 huy chương tím cộng thêm thu hoạch từ lúc trước, vậy là có 75 huy chương tím rồi, lại thêm 75 huy chương màu tím trước đó. Tất cả có hơn trăm huy chương tím rồi, mình thực sự đã có một khoản tiền lớn. Lúc này đột nhiên có một học trưởng vẫy tay chào Hiên Vũ. Chào cậu, Lam Hiên Vũ. Chúc mừng cậu hôm nay đã thắng lợi. Ngài là giáo viên học viện sao? a à, mình trông già thế sao? Tôi chỉ là tới đề nghị với cậu một chuyện, trung tâm hối đoái có một chỗ trao đổi đặc biệt, chỉ mở cửa cho học sinh và giáo viên có 30 huy chương tím trở lên. Bên trong có rất nhiều đồ vật đối với việc tăng tiến thực lực có nhiều lợi ích. Cậu cứ đến xem thử là sẽ hiểu ý của tôi. Chờ mong biểu hiện của các cậu ở trận tranh tài tiếp theo. Đó là ai? Chỗ trao đổi đặc biệt. Đi tìm hiểu một chút cũng tốt. Tiểu học đệ, cậu muốn tới chỗ trao đổi đặc biệt. Cần phải có chứng nhận để gia nhập. Chứng nhận? Đúng, trước tiên tới học viện xin chứng nhận đủ điều kiện, phê duyệt cần 7 ngày. 7 ngày? Vậy chẳng phải đấu đối kháng xong rồi sao? Tôi có thể cho cậu mượn chứng nhận, chỉ cần một huy chương màu vàng lại là anh ta. Thầy giáo đi kiếm tiền từ học sinh, ngài không thấy lương tâm cắn rứt sao? Hiên Vũ nói xong câu này liền bỏ đi, vị học trưởng này không còn lời gì để nói. Không nghĩ tới tiểu học đệ này keo kiệt như thế. Người ta nói đúng, cậu tới mức kiếm tiền từ trên thân tiểu học để sao? Thân ái, cậu không biết, tiểu tử này bây giờ có nhiều tiền hơn tôi nhiều. Có thể sao? Hơn nữa, sao cậu ta gọi cậu là thầy giáo? Là nói trông cậu già quá sao? Này này, cậu cứ thế thì không có bạn đâu tôi cố gắng kiếm tiền không phải vì cậu sao sau khi lam hiên vũ ra khỏi trung tâm hối đoái lập tức gọi cho thầy giáo cậu ấy biết thầy nhất định sẽ giúp mình đầu tư tâm tư em linh hoạt thật cũng đúng việc đầu tư cũng không tệ không trả bọn họ cũng không làm gì được hê hey hê hey. thầy ơi ngài như này thật tốt em đang ở đâu cổng trung tâm hối đoái được rồi đợi tôi tôi tới ngay cảm xúc của thầy giáo giống như tăng vọt lúc này tên học trưởng kia lại tới mua bán công bằng chúng ta sau này còn gặp lại lần sau tôi cảm thấy cậu sẽ không từ chối tôi một lúc sau đường chấn hoa cũng đã tới tên thầy giáo này của hiên vũ lúc nào cũng trong tình trạng toàn mùi rượu đi thôi vâng thật muốn mua được đồ vật tốt thì phải tới nơi này mặc dù giá cả cũng rất cao nhưng đều là đáng giá em có bao nhiêu tiền nói xem nào 50 huy chương tín ồ 50 hà 50 đột nhiên đường chấn hoa nhận ra con số 50 ở đây là rất lớn đường chấn hoa liền hét lớn 50 cái sao nhiều thế Tiền công một năm của tôi mới có 10 cái, em rốt cuộc có bao nhiêu kim loại hiếm. Không phải, bọn họ chủ yếu là nhìn chúng năng lực, thiên đoàn nhất phẩm của em. Thiên đoàn nhất phẩm, tứ cấp, em mới học có mấy ngày. Việc này, em bảo là em thiên phú dị bẩm, thầy tin không? Tin. Dưới đề cử của đường Trấn Hoa, Lam Hiên Vũ rất nhanh đã xin được chứng nhận. Hai vị mời đi bên này. Oa, wow, đây chính là chỗ trao đổi đặc biệt sao. Hạch tâm đan thể nguyên tuyền. Hồn đạo khí cấp bậc phản ứng này cũng có. Đừng nhìn nó đắt tiền, bản đồ tốt đó, hắc sắc cơ giáp cũng có đủ. thưa thầy, lúc nào em sẽ được tự làm cơ giáp ạ? À? còn sớm, trước khóa thực chiến mỗi tuần một tiết thì bắt đầu. học đệ, cậu phải cao hứng mới đúng. thầy đường rất có uy quyền về phương diện cơ giáp ở học viện chúng ta. được rồi, chúng ta tiếp tục xem. đường chấn hoa biến nơi này thành lớp học để dạy học, không ngừng giảng giải phát triển tri thức cho lam hiên vũ. về phương diện hồn cốt, ánh mắt nhất định phải nhìn xa trông rộng. chi bằng sau này có đầy đủ tài chính, trực tiếp dùng loại vạn năm thực trạng người ủng hộ cho rằng đây là hồn đạo khí trọng điểm trong giai đoạn phát triển là sản phẩm hoàn mỹ nhân thể và hồn đạo khí chân chính kết hợp xương thân thể địa xà vạn năm 215 huy chương màu tím càng xem càng cảm thấy số huy số chương của mình chẳng tính là gì cả thưa thầy cái này là sao